Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 151. Chủ nhân bút đại đạo giận đến tới mặt, sát y dâng lên cao ngút hơn bao giờ hết, nhưng lại không dám ra tay. Người này mang cốt nhục nhà họ Dương trong bụng, lỡ mà đụng đến thì. Nhân quả của cái nhà kia, ai mà chịu cho nổi. Vừa nghĩ đến mấy kẻ thích bao che cho nhau trong nhà họ Dương mà sắc mặt ông ta khó coi vô cùng. Họ có thể không chấp nhận người phụ nữ này nhưng chắc chắn sẽ nhận đứa bé kia. Không ngờ cô ta lại dùng cách này để phá vỡ cục diện, thoát khỏi bàn cờ mà còn thoát cái trở thành người đánh cờ. Giết ư? Không ai có thể nữa rồi, chỉ đành trơ mắt nhìn cô ta muốn làm gì thì làm. Trong lúc chủ nhân bút đại đạo còn tái mặt trừng trộ, Toại Cổ Kim đã đưa toàn bộ người cựu thổ và thần điện cộng chủ cùng phi thăng. Họ xuất hiện ở một vùng tinh không vô tận, nơi những cường giả kia cảm nhận được kiếp uy hùng hồn dội xuống thì hốt hoảng như ong vỡ tổ. Họ chưa từng cảm nhận sức mạnh ngần này. Chỉ một tia thôi là có thể khiến họ chết không chỗ chôn thây. Ngay cả những người ở cảnh giới văn minh chủ cũng đanh mặt khi nhận ra kiếp uy kia đã nằm ngoài tầm nhận thức của họ. Họ không chống lại được nó. Bọn họ nhìn Toại Cổ Kim, chỉ thấy cô ta thản nhiên đi tới. Vùng tinh không như cảm nhận được gì mà lắc lư dữ dội rồi tách ra hai bên, tạo thành một con đường ở giữa. Ai nấy nhìn mà trầm trồ. Rồi họ lại tiến về trước. Nhiều người vừa đi vừa nhìn quanh nhưng lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy những gương mặt bê bết máu trong đám mây, đang dương những đôi mắt dữ tợn lên trừng lại, còn ngoác miệng ra gào thét. Không rét mà run. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh này, có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ và sát ý đến từ những gương mặt kia, đồng thời cũng nhận ra bất kỳ một con nào cũng có thể tiêu diệt toàn bộ mọi người ở đây. Ấy mà những gương mặt lại không ra tay, khiến tất cả nhìn về phía Toại Cổ Kim. Chỉ thấy cô ta nhằm hờ mắt, một tay đặt trên bụng vuốt ve trước ánh mắt và tiếng gào của những gương mặt máu kia. Mỗi một con trong số chúng đều là nhân quả, đều là kiếp, nhưng giờ phút này chúng lại rơi vào sợ hãi. Vì chúng cũng cảm nhận được mình sẽ chết không toàn thân nếu dám đụng vào người phụ nữ này. Trên người cô ta mang theo một loại nhân quả nằm ngoài sự hiểu biết của chúng. Cứ thể, Toại Cổ Kim dẫn theo đoàn người rời khỏi tỉnh không dưới ánh mắt chăm chú của chủ nhân bút đại đạo và những gương mặt máu. Họ nhìn thấy một màn nước ở cuối con đường, bèn tiếp tục đi tới. Có người quay lại, thấy mấy gương mặt máu há mồm đầy máu me thì suýt ngất đi. Chúng bám theo họ suốt chặng đường, không ngừng gào thét kêu la như địa ngục. 3000 kiếp của đại đạo đều nhuốm vô số máu tươi, do vô vàn sinh mạng chồng chất mà thành. Chủ nhân bút đại đạo đã nói, chỉ cần một kiếp thôi là đủ để chôn vùi đoàn người này, nhưng đứng trước huyết mạch họ Dương nên chúng cũng chỉ như con kiến hôi. Nhân quả trên đời này, không qua được họ Dương. Khi đoàn người theo Toại Cổ Kim vượt qua màn nước, có người nhìn lại thì sững sờ. Phía sau họ là một vùng biển mênh mông, mà nơi họ bước ra chính là đại dương. Nhận thức của họ bị lật đổ hoàn toàn. Cảm giác thượng đẳng của một nền văn minh tối cao nay không còn sót lại gì. Đúng là tiền mất tật mang. Ông ta và Diệp Quân đều thua. Người chiến thắng là Toại Cổ Kim. Không đúng. Ông ta biến sắc khi nhận ra điều gì đó, rồi lại tái mặt khi nhìn vùng tinh không kia. Ở bên kia, Diệp Quân dắt tay Nhất Niệm đi. Cô đi rồi. Cũng không dặn dò gì. Nhất Niệm không cải trang nữa mà ôm tay hẳn đầy hạnh phúc. Diệp Quân cũng ung dung nhàn hạ như đã trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Muội phải đi đây tướng công, Nhất Niệm bỗng nói. Thấy Diệp Quân sửng sốt nhìn mình, cô ta cười nói, muội đi theo cô. Thế là hắn im lặng. Nhất Niệm lại sốt sắng, muội rất muốn ở lại bên huynh, nhưng muội không muốn trở thành một vật trang trí vô dụng. Diệp Quân dừng bước, đưa tay xoa đầu cô, muội không cần phải sống vì ta, mà có thể sống vì lý tưởng của chính mình. Nhất Niệm chớp mắt, lý tưởng của muội là có thể hỗ trợ huynh mà. Cảm giác yêu tư dâng lên, Diệp Quân ôm cô ta vào lòng. Một hồi sau, Nhất Niệm ngẩng mặt thơm chụt lên môi hắn rồi thoát cái chạy ra xa. Diệp Quân hỏi với theo, muội định đi đâu? Nhất Niệm không quay lại, cô không cho muội nói với huynh là vũ trụ chủ đâu. Diệp Quân bất ngờ phá ra cười, hồi sau mới ngẩng lên nhìn tinh hà treo cao. Cảm ơn cha. Rồi cũng rời đi. Phía trên tinh hà, một người đàn ông mặc áo choàng vừa cười vừa đứng lên. Cô gái váy trắng kế bên ông ta nhìn xuống nơi Diệp Quân vừa rời đi. Người đàn ông nói, chúng ta đều là những kẻ lạc lối trong thế giới này,
chỉ biết mò mẫm theo phương hướng mình nhận biết hoặc được cha mẹ chỉ cho suốt một thời gian dài chúng ta chưa từng nghĩ kỹ mình muốn gì, càng không có dũng khí chống lại những trách nhiệm và gánh nặng vốn không phải của chúng ta, chỉ biết im lặng chấp nhận như trâu cầy, sau đó ngày càng đánh mất bản thân. Ông ấy toát ra vẻ mừng rỡ, ta vui lắm Thanh Nhi à. Thằng bé hiểu ý ta, cũng có dũng khí đi làm việc mình muốn. Làm, nó thông minh và dũng cảm hơn ta năm ấy nhiều. Thanh Nhi đáp, vì nó có một người cha tốt. Người đàn ông cười ha hả nắm tay B, thật ra cha nó cũng không hẳn vậy. Ta có muội che chở nên có nguy ngập cách mấy cũng không chết được, nó thì không. Không ai trải đường cho, tự nó phải cáng đáng tất cả. Ông bà nó cũng rời đi quá sớm, không có ai dạy nó làm sao để yêu thương người khác. Ông ấy nhìn về nơi xa xăm, ai rồi cũng có thể trải qua cuộc sống như vậy, đến khi trung niên mới giảng hòa cùng cha mẹ. Diệp Quân đi tới tỉnh vực từng thuộc về cựu thổ. Ba nền văn minh lớn và bốn tiên vực đều đã bị toại cổ kim truyền tống đi mất. Chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Hàn thả thập hoang, cấm địa cổ hoang và văn minh bỉ ngạn ra. Tiếc rằng nơi này bây giờ không có linh mạch tổ nên linh khí kém xưa rất nhiều. Nhưng với hắn thì không đáng ngại. Việc phải làm bây giờ là cai quản tốt những vũ trụ trong tay mình, xây dựng trật tự chúng sinh đúng đắn. Hàn từ bỏ thần tọa chủ chung không phải để buông tay luôn trật tự của mình, chỉ là hắn nhận ra có giành được nhiều lãnh thổ đi nữa mà cai trị không ra hồn thì được gì. Làm người hay làm việc cũng phải đi từng bước một. Hắn cũng nhận ra mình không có năng lực cai quản toàn vũ trụ, một khi cưỡng ép làm điều quá sức thì chỉ có kết cuộc thân tàn ma dại, lại phải nhờ cô và cha ra chùi đít dùm. Sức tới đâu thì làm tới đó. Bây giờ lui lại một bước, hắn cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Hẳn có lòng tin mình sẽ làm tốt với ba mẫu đất như bây giờ, nên trước tiên cứ tập trung vào nó đã. Diệp Quân bỗng cảm nhận được gì mà quay lại, thấy một người đàn ông đứng sau lưng. Chủ nhân bút đại đạo, hắn cười rộ lên, ông thắng rồi. Ánh mắt chủ nhân bút đại đạo như muốn nhìn xuyên thấu hắn. Diệp Quân giỡn, đừng nói ông đến để nhổ cỏ tận gốc chứ. Chủ nhân bút đại đạo, người cố tình nhận thua. Diệp Quân, thì có vấn đề gì? Đừng giả ngu với ông. Chủ nhân bút đại đạo cả giận quát, thằng chó nhà ngươi đã biết là bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào, vì ngươi dám chắc ngươi không có người nhà trợ giúp thì thua đứt đuôi. Toại cổ kim không phải kẻ duy nhất dùng, ngươi, để chơi mà cả ngươi cũng vậy. Diệp Quân làm lơ, ta không hiểu ông nói gì cả. Vẫn giả vờ tiếp hả? Chủ nhân bút đại đạo nổi điên, giả con. Định chửi giả con mẹ mày nhưng ngẫm lại thấy nhân quả lớn quá nên ông ta sửa miệng, giả cái đầu mi. Ngươi biết đi về trước là thất bại, ngươi đấu không lại ta và toại cổ kim. Ngươi không biết rõ giới hạn của chúng ta, có cố cách mấy cũng không thể chống lại hai ta trong thời gian dài. Nên ngươi đem, ngươi, của mình vào, chọn đầu hàng để lấy lui làm tiến, để chúng ta không còn tập trung vào ngươi, để ngươi thảnh thơi giải quyết nội bộ vũ trụ quan huyên rồi phát triển sức mạnh tín ngưỡng của mình thành nhạt hơn. Đúng không? Diệp Quân vẫn trơ ra, không hiểu gì cả. Má nói. Chủ nhân bút đại đạo quắc mắt chừng hắn, giờ phút này còn giả đò thì có ý nghĩa gì? Hắn nhún vai, đại ca à, ta thật sự không hiểu mà. Ông và toại cô nương lợi hại rồi, ta cũng đầu hàng rồi, bỏ qua cho ta được không? Cứ dí ta thế này không thấy quá đáng à? Chủ nhân bút đại đạo, ngươi có biết cô ta mang thai con của ngươi? Diệp Quân, Chủ nhân bút đại đạo quát, thái độ gì thế? Diệp Quân, ai cũng nói ta là thằng lang trạ. Thêm một cô vợ thì đã làm sao? Chủ nhân bút đại đạo chân chối câm nín. Diệp Quân trưng ra mặt ngây thơ. Chủ nhân bút đại đạo đành giơ ngón cái với hẳn, ta trước giờ cứ tưởng ngươi chỉ được cái thông minh vặt, hóa ra là thằng chó nhà ngươi kế thừa được từ mẹ lẫn cha. Được, hay lắm. Ánh mắt ông ta trở nên phẫn hận như có thể giết người. Diệp Quân vẫn không thay đổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ nhân bút đại đạo, ngươi và cô ta có từng giao dịch gì không? Diệp Quân im miệng. Chủ nhân bút đại đạo tức giận, ngươi có biết cô ta là ai không? Có biết cô ta trước đó từng có hôn ước với một siêu thế lực ở vũ trụ chủ không? Ngươi tưởng ngươi giả chết thì được yên thân à? Mơ đi, không cần nghĩ cũng biết cô ta về đó sẽ làm gì. Đương nhiên là tiết lộ chuyện mang thai, sau đó ngươi cứ việc chờ ngày toi mạng đi. Đầu óc cô ta đã khủng, khiếp lắm rồi. Giờ lại còn mang con của ngươi thì còn tác oai tác quái tới đâu nữa.
ta bây giờ gặp cũng phải bỏ chạy. Diệp Quân tức mình quát, để con bà nhà ông, chủ nhân bút đại đạo. Hai, hắn chỉ vào mặt ông ta với lửa giận phừng phừng đứng. Ở đây la lối được cái mà mẹ gì, mấy thứ này chẳng phải do một tay thằng chó già nhà ông mà ra à. Cả ngày không đến chọc bố thì bố đào mộ tổ tiên lão lên chắc. Hai người vừa mạnh vừa chơi bẩn đếch kém gì nhau, còn hợp tác thì ông đây đánh lại kiểu gì. Chính các người ép ông đây vào ngõ cụt. Lúc này, hai người giống như hai con gà trống đang giận dữ, hung tợn nhìn nhau. Không ai ra tay, một người đánh không lại, một người không dám đánh. Một lúc lâu sau, chủ nhân bút đại đạo hít thật sâu, dịu giọng nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể liên thủ, bây giờ cậu đối phó với người phụ nữ này, cậu là cha đứa trẻ trong bụng cô ta, cha đánh con trai, đó là điều đương nhiên, đối mặt với cậu, bùa hộ mệnh của cô ta không có tác dụng, những người khác để ta xử lý. Cút! Diệp Quân xua tay, ông tránh xa ta ra, ta không muốn nhìn thấy ông. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chủ nhân bút đại đạo vội vàng đuổi theo. Căng thẳng nói, đừng hành động theo cảm tính, thân phận của người phụ nữ đó ở trong vũ trụ này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Hơn nữa, cô ta đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu, chuyện này rất không bình thường, đến cả ta cũng cảm thấy không bình thường, cậu cảm thấy đây là việc nhỏ sao? Nếu hai chúng ta không liên thủ, thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Diệp Quân nói, ông đánh với cô ta đi, đừng tìm đến ta. Đánh cái con khi, chủ nhân bút đại đạo tức đến bể phổi. Bắt nạt Diệp Quân, chỉ cần hẳn không chết, thì sẽ không có vấn đề gì cả, dù sao, tam kiếm vẫn vô địch, chỉ cần bản thân Diệp Quân không chịu thiết lập trật tự nữa, bọn họ cũng sẽ không nói gì, vì bọn họ đã cho Diệp Quân hai lựa chọn. Có thể nói, chỉ cần không giết chết Diệp Quân, thì người sau lưng Diệp Quân sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng đứa trẻ trong bụng toại cổ kim, không giống vậy, mẹ kiếp, cái thứ đó mới lớn bao nhiêu chứ? Nếu ông ta bắt nạt đứa nhỏ, vậy chắc chắn ông ta sẽ làm mọi người tức giận, nghĩ thôi đã thấy sợ. Chủ nhân bút đại đạo vội vàng đuổi theo Diệp Quân, đừng bốc đồng. Tục ngữ nói, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, bây giờ chúng ta có lợi ích giống nhau, cậu. Diệp Quân tức giận rút kiếm thanh huyền chỉ vào chủ nhân bút đại đạo cút. Chủ nhân bút đại đạo. Một lát sau, trong sân chỉ còn lại chủ nhân bút đại đạo. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo vô cùng khó coi, mẹ kiếp, lần này ông ta tức đến hộc máu. Chẳng kiếm được gì, ngày chó má gì không biết nữa. Đúng là tạo nghiệt. Chủ nhân bút đại đạo khế thở dài, ông ta nhìn về nơi Diệp Quân đã rời đi, năm đó cha ngươi còn chưa ngầu quá 3 ngày, ta không tin ngươi có thể kiên trì. Nói xong, ông ta xoay người biến mất tại chỗ. Khi nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Quân hơi kinh ngạc. Bởi vì không ai khác người đàn ông này, chính là Khuyết Chiến. Diệp Quân nói, sao ông tới đây? Khuyết Chiến nói, đến nương tựa vào ngươi. Diệp Quân không hiểu, không phải ông đã từng nói, ai là chủ chung thì đi theo người đó sao? Khuyết Chiến nhìn hắn, vốn là đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà, sau khi nhìn thử, ta lại đổi ý. Diệp Quân nhìn y, không nói lời nào. Khuyết Chiến nghiêm túc nói, cô ngươi rất mạnh, đi theo ngươi. Có tiền đồ hơn. Đây là lời thật lòng. Chuyện xảy ra ở thần điện chủ chung, ông ta đã thấy hết toàn bộ, người phụ nữ váy trắng kia có thực lực rất đáng sợ. Ông ta chưa từng thấy ai mạnh như vậy. Thật sự còn mạnh hơn so với thiên thần trong truyền thuyết. Không có cách nào, trong ký ức có phần mơ hồ của ông ta, thiên thần chính là cường giả mạnh nhất. Dĩ nhiên, còn có nguyên nhân khác, chính là ông ta có thiện cảm với Diệp Quân. 8 phần là thực tế, 2 phần là vì cảm xúc cá nhân. Về vấn đề này, ông ta không thèm giấu giếm. Với ông ta mà nói, thực tế cũng tốt, cảm xúc cá nhân cũng tốt, cũng chả quan trọng. Điều quan trọng là, một khi đã lựa chọn thành tâm cống hiến sức lực, thì sẽ phải thành tâm cống hiến sức lực đến cùng. Diệp Quân cười nói, vậy thì ông đi theo ta đi. Khuyết Chiến hành lễ thật sâu, ta nên gọi ngươi là gì? Diệp Quân nói, vậy thì gọi là Diệp lão đệ đi. Khuyết Chiến lắc đầu, không phù hợp. Diệp Quân cười nói, ta cảm thấy khá tốt. Khuyết Chiến cũng không bảo thủ, gật đầu. Diệp Quân nói, ta đại diện cho thư viện Quan Huyên hoan nghênh huynh gia nhập. Khuyết Chiến nói, ta vô cùng vinh hạnh. Diệp Quân cười lớn, hắn đương nhiên rất vui mừng vì Khuyết Chiến gia nhập. Hiện nay trong vũ trụ,
không ai có thể đánh bại Khuyết Chiến trước mặt hắn, thậm chí là trước đây, có thể dễ dàng đánh bại Khuyết Chiến, sợ rằng cũng chỉ có chủ nhân bút đại đạo và toại cổ kim luôn ẩn giấu thực lực. Diệp Quân tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn xoay người, đưa ói tay phải nhẹ nhàng lau thử, quang gạch dưới M Trường Hà hiện ra trước mặt hẳn. Tay phải Hà nhẹ nhàng khều thử, theo động tác này, quang M Trường Hà bắt đầu thụt về sau đó cảnh tượng ngày xưa hiện ra. Rất nhanh, bên trong quang gạch dưới M Trường Hà hắn nhìn thấy hẳn và Nhất Niệm đang giao chiến, đương nhiên, khi đó cô ta là Phản Chiêu Đế. Khi nhìn thấy kiếm của mình xuyên qua cơ thể Nhất Niệm, tầm mắt hẳn đột nhiên mơ hồ, hắn biết, trái tim của Nhất Niệm lúc đó vô cùng đau đớn. Hắn run run nhìn tiếp, rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Nhất Niệm và cô váy trắng, Nhất Niệm và cô đang nói gì đó. Nhưng vào lúc này, Thiên Mệnh váy trắng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hẳn. Nhìn thấy cảnh này, Khuyết Chiến đứng bên cạnh Diệp Quân mí mắt giật giật. Còn có thể như vậy ư? Thiên Mệnh váy trắng nhìn hắn, đột nhiên mở miệng, đối xử tốt với cô ấy. Đối xử tốt với cô ấy. Tuế Nguyệt Trường Hà hơi ngừng, sau đó trở nên hư ảo. Thiên Mệnh váy trắng ở trong thời gian, không có ai có thể nhớ được, trừ khi được bà ấy chấp nhận. Diệp Quân không nhìn nữa, cười lên. Hóa ra, ngay từ đầu cô váy trắng đã giúp hắn. Lúc này, hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Diệp Quân khế nói, cô, ván này, cháu có thể tự làm được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn dẫn theo Khuyết Chiến đến Thư viện Quan Huyên. Sau nhiều năm phát triển trong tiểu tháp, hôm nay, chế độ của Thư viện Quan Huyên đang dần được hoàn thiện, sức mạnh tín ngưỡng của hắn đã bắt đầu xuất hiện màu tím nhạt. Nội các lâm thời, Mục Khoản đang dẫn mọi người xử lý công việc, bởi vì lúc Toại Cổ Kim rời đi, đã dẫn theo đám người Linh đi rồi, chủ sự tạm thời của nội các là cô ta. Thấy Diệp Quân đến, Mục Khoản và mọi người vội vàng thi lễ. Diệp Quân đi tới bàn chính ngồi xuống, sau đó nói, mọi người ngồi đi. Lúc này mọi người mới ngồi xuống. Diệp Quân nhìn Mục Khoản trước mặt, cười nói, không cần căng thẳng như vậy, kể cho ta nghe chuyện mấy năm nay của Thư viện Quan Huyên đi. Mục Khoản gật đầu, được. Cứ như vậy, Mục Khoản chậm rãi nói, Diệp Quân chậm rãi nghe, kéo dài mấy canh giờ. Sau khi nghe xong, hắn gật đầu, tốt. Mà nay, đã không còn thập hoang. Nền văn minh Bỉ Ngạn và cấm địa cổ hoang nữa, giờ chỉ còn vũ trụ Quan Huyền. Diệp Quân muốn gặp đám người Nạp Lan Ca, nhưng tiếc là, phong ấn trong tiểu tháp không biến mất, hắn không thể tiến vào. Hắn cũng không cưỡng ép, vì hắn đã hiểu ý của cô. Hôm nay, Diệp Quân đến quảng trường lớn, trong quảng trường có mấy trăm học sinh đang ngồi, tất cả đều thẳng lưng, chăm chú nghe giảng. Ngay trước mặt họ là một người đàn ông này mặc trường bào đơn giản. Trong tay cầm quyển sách cổ, đang đọc, hành động của người quân tử là giữ tĩnh lặng để tu thân, cần kiệm để nuôi dưỡng đức độ. Người đàn ông này chính là Cố Trần. Các học sinh đều rất chăm chú lắng nghe, Cố Trần cũng rất nghiêm túc giảng dạy. Một lúc lâu sau, Cố Trần mới khép sách, nhìn những học sinh trước mặt, cười nói, có ai còn câu hỏi gì không? Lúc này, một cô gái đột nhiên bước ra, cúi đầu cung kính nói, thưa thầy, ta còn chuyện chưa rõ. Cố Trần nói, ngươi nói đi. Cô gái nói, thư viện thúc đẩy Quan Huyên Pháp, được gọi là Thôi Pháp, thực lực tạo thần, mà viện trưởng chính là vị thần này. Nếu một ngày nào đó, viện trưởng có xung đột với Quan Huyên Pháp, chúng ta nên nghe theo viện trưởng, hay cứ theo luật mà làm. Nếu nghe theo viện trưởng, không tuân theo Quan Huyên Pháp, thì trong Quan Huyên Pháp có ghi mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không những nực cười mà còn khiến người trong thiên hạ không phục. Hơn nữa, vô số quyền quý cũng sẽ nói theo, khi đó. Quan Huyên Pháp sẽ trở thành phương pháp cho quyền quý nô dịch chúng sinh, nếu không nghe theo viện trưởng, tuân theo Quan Huyên Pháp, nhưng Quan Huyên Pháp là do viện trưởng tạo ra, mọi quyền giải thích đều nằm trong tay viện trưởng. Nói đến đây, cô gái nhìn thẳng vào mắt Cố Trần, thầy, thứ cho học sinh cả gan nói thẳng, số phận của tất cả chúng sinh đều phụ thuộc vào viện trưởng, nếu viện trưởng tốt, chúng sinh sẽ tốt, nếu viện trưởng không tốt, tất cả chúng sinh sẽ không tốt, vì vậy, học sinh cho rằng, viện trưởng có quyền lực khá lớn, chúng ta nên làm suy yếu quyền lực của viện trưởng. Ngay khi lời này được nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Mọi người đều không thể tin nhìn cô gái, có người kinh ngạc, có người bối rối, có người tức giận. Lúc này, có người đàn ông đột nhiên bước ra, chỉ vào cô gái, tức giận nói, thần y, ngươi thật to gan, dám nói những lời ngông cuồng như vậy, ngươi có biết,
Sở dĩ chúng ta được như ngày hôm nay, đều nhờ viện trưởng, sao ngươi dám nghi ngờ viện trưởng? Mặt cô gái tên thần y không cảm xúc nói, điều 320 của quan huyên pháp, tất cả con dân trong vũ trụ quan huyên, đều có quyền tự do ngôn luận, đây là viện trưởng đã nói, cũng không phải ta nói. Ngươi dám nghi ngờ lời nói của viện trưởng, ngươi thật là to gan. Người đàn ông kia bị cô gái hỏi vặn lại, nhất thời cứng họng không nói được gì, mặt xanh mét vì tức giận. Trong lớp, rất nhiều người đứng lên chỉ trích thần y, nhưng vẻ mặt của thần y vẫn rất bình tĩnh, không coi lời chỉ trích của bọn họ ra gì, cô gái chỉ nhìn Cố Trần, hy vọng có được câu trả lời. Cố Trần không trả lời vấn đề, mà quay đầu sang phải nhìn Diệp Quân, cười nói tự ngài đến giải thích nhé. Mọi người quay đầu nhìn, khi thấy Diệp Quân, mọi người đều giật mình, sau đó vội vàng chào hỏi, chào viện trưởng. Cô gái tên thần y cũng giật mình khi nhìn thấy Diệp Quân, rõ ràng không ngờ đến Diệp Quân sẽ ở đây, nên sửng sốt trong giây lát. Diệp Quân chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, hắn khẽ mỉm cười, mọi người không cần khách khí. Mọi người nhìn Diệp Quân, trên mặt không giấu được cuồng nhiệt và sùng bái. Bây giờ địa vị của Diệp Quân trong vũ trụ quan huyên, không thể dùng bất kỳ lời nào để diễn tả, có thể nói, vô số người có thể chết vì hắn. Diệp Quân nhìn thần y, thấy Diệp Quân nhìn mình, thần y đột nhiên cảm thấy chột dạ, áy náy nhìn đi chỗ khác, nhưng ngay sau đó, cô gái nhìn thẳng, trong mắt không còn sợ hãi, nhưng hai tay cô gái siết chặt mà không hề hay biết. Diệp Quân mỉm cười, sau đó đi đến trước tượng của mình, không nói gì mà chỉ dùng bút viết một dòng chữ dưới tượng của mình. Mọi người đều kinh sợ, khi nhìn thấy những gì hắn viết. Trong lòng Cổ Trấn cũng kinh sợ. Diệp Quân viết, nếu một ngày nào đó ngươi cảm thấy viện trưởng không tốt, thì lật đổ hắn. Đây chính là câu trả lời của hắn. Đây chính là câu trả lời của hắn. Diệp Quân cười nói, tan lớp đi. Mọi người thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Thần y cũng nhanh chân chạy đi. Diệp Quân nói, cô gái tên thần y kia, ở lại. Thần y. Rất nhanh, trong sân chỉ còn Diệp Quân, thần y và Cố Trần. Thần y cúi đầu, không nói lời nào. Cố Trần cười nói, tiểu nha đầu, không phải vừa rồi rất dũng cảm sao? Thần y lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, cố gắng giả vờ như thể không sợ hãi. Diệp Quân cười nói, ba người chúng ta đi dạo đi. Cố Trần gật đầu, được, thần y không nói gì. Diệp Quân đi giữa, Cố Trần đi bên trái, mà thần y đi bên phải. Diệp Quân nói, Cố Trần, người nghĩ thế nào về lời nói của thần y? Cố Trần châm ngâm, sau đó nói, cô gái này nói, không sai, nhưng mà, chuyện này không thể nhìn từ một phía, mà phải nhìn từ góc độ bao quát, có thể nói bây giờ vũ trụ quan huyên mới chỉ khởi bước, nếu chúng ta không tạo ra một vị thần, sao chúng ta có thể chống lại các vũ trụ khác? Sao có thể tự vệ đây? Tiểu nha đầu thần y nhìn ra vấn đề, nhưng còn một vấn đề lớn mà nó vẫn chưa nhìn ra, đó là, nếu vũ trụ quan huyên không có viện trưởng, thì bất cứ lúc nào vũ trụ quan huyên của chúng cũng sẽ bị người khác nuốt chửng, khi đó cuộc sống của chúng ta sẽ khó khăn hơn gấp trăm, nghìn lần bây giờ, thậm chí ngay cả sống cũng không thể. Thần y yên lặng, không thể phản bác. Cố Trần tiếp tục nói, ý định ban đầu của viện trưởng không phải là nô dịch tất cả chúng sinh, mà hy vọng tất cả chúng sinh sẽ trở nên tốt hơn, điều này không thể nghi ngờ, mà sở dĩ viện trưởng lựa chọn con đường tạo thần, vì mong muốn mọi người cùng nhau thay đổi vũ trụ, thiết lập trật tự, mà không phải viện trưởng chiến đấu một mình, chúng ta ngồi bên trong hưởng thụ thành quả. Từ quan điểm này, ta đồng ý với viện trưởng. Dĩ nhiên, cũng không thể bỏ qua lời nói của tiểu nha đầu thần y, viện trưởng không thể lúc nào cũng là viện trưởng, nếu một ngày viện trưởng không tốt vậy thì thay đổi. Nói đến đây, gã không nói tiếp nữa. Diệp Quân cười nói, thật ra thì ngươi còn điều muốn nói, chính là nếu có một ngày ta đột nhiên thay lòng, cảm thấy hết thảy chúng sinh đều không có ý nghĩa, bắt đầu nô dịch họ, thậm chí hiến tế họ. Khi đó, mọi người cũng xong đời rồi, đúng không? Cố Trần khoát tay lia lịa, lời này viện trưởng nói, không phải ta nói. Thần y nhìn Cố Trần bên cạnh, mắt trừng trừng mở to, như phát hiện chuyện gì rất hiếm lạ. Trong thư viện luôn đồn Cố viện thủ từng là thiếu niên thích cờ bạc, không chỉ vậy, nghe nói còn đánh đến mức nhà tan cửa nát, nhưng mọi người đều cho là lời đồn thế thôi, vì Cố viện thủ chính trực, đầy ngay thẳng như thế, sao có thể biết đánh bạc được, hơn nữa còn đánh tới mức tí nữa thì khiến mình tan cửa nát nhài. Tin vịt, nhất định là tin vịt. Trong thư viện không có nhiều người tin vào chuyện này.
Nhưng lúc này khi nghe lời Diệp Quân nói, thần y mới hiểu, thì ra không phải là tin vịt, cố viện thủ thật sự là gã nghiện cờ bạc. Diệp Quân bỗng cười nói, được rồi. Cố Trần thở ra một hơi, như nghĩ tới gì đó, gã quay đầu nhìn thần y bên cạnh, ra vẻ như hung thần ác quỷ, nhà đầu, chuyện hôm nay, nếu dám truyền ra ngoài nửa chữ, thì đừng trách đạo sư ta giết người diệt khẩu đấy. Thần y bình tĩnh nói, viện chủ đại nhân muốn bịt miệng, tốt nhất là cho ta tí lợi ích đi. Cố Trần. Diệp Quân nở nụ cười, hắn nhìn thần y, thấy Diệp Quân nhìn mình, thần y cũng không yếu đuối đối mặt với hắn. Diệp Quân cười nói, những vấn đề ngươi nói, tất nhiên ta cũng nghĩ tới, còn chuyện ngươi nói làm suy yếu quyền lợi của viện trưởng, trước khi nghiệp lớn chưa hoàn thành, thì không thể làm chuyện này được. Thần y không nói gì. Diệp Quân lại bảo, sở dĩ hoàng đế của thế giới trần tục ham mê quyền lợi, vì với bọn họ, quyền lực là thứ cao nhất, nhưng với người tu luyện như chúng ta, trước mặt đại đạo và trường sinh, quyền lợi chẳng đáng một đồng. Cho nên, ngươi không cần lo sau này ta sẽ ham mê quyền lợi. Đương nhiên, cho dù ta ham mê quyền lợi, cũng là chuyện bình thường, nên thế. Thần y ngơ ngác, khó tin nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn thần y, cười nói, suy cho cùng, không có ta, cũng sẽ không có thư viện bây giờ, không phải sao? Thần y khẽ cúi đầu, không nói gì. Diệp Quân lại bảo, nhà đầu, đã bao giờ ngươi nghĩ về một chuyện, nếu bây giờ hạn chế quyền lực của ta, thư viện sẽ ra sao không? Thần y im lặng một lát, nói, xung đột nội bộ. Diệp Quân gật đầu, một khi quyền lợi của ta bị hạn chế, rất nhiều vấn đề trong nội bộ thư viện chúng ta sẽ lộ ra, giữa thế gia và tông môn, nhất định sẽ điên cuồng tranh giành quyền lợi này, lúc đó, tình hình sẽ trở nên rất tồi tệ. Thần y cúi đầu, không nói gì. Trong nháy mắt, sắc mặt thần y trắng toát, quỳ xuống tại chỗ, run giọng nói, viện trưởng. Diệp Quân nhẹ giọng nói, bất kỳ thời đại nào cũng có một nhóm người, bề ngoài thì yếu đuối vô năng, bên trong lại vừa ác vừa dữ. Mục Khoản. Vừa dứt lời, Mục Khoản xuất hiện sau người hắn. Diệp Quân bình tĩnh nói, cha, phàm là kẻ liên quan, đều giết hết, không chừa một ai. Vừa dứt lời, mấy người ở đó đều kinh hãi. Hình tượng của Diệp Quân trong lòng mọi người luôn ôn tồn lễ độ, chưa từng làm ra chuyện sát hại nào trong thư viện quan huyên, do đó, khi hắn vừa mở miệng đã bảo giết hết, thật sự đã khiến ba người kinh ngạc, hơn nữa, vừa nãy hắn còn nói cười cười, không hề có dáng vẻ tức giận gì. Diệp Quân nhìn Mục Khoản, trong lòng Mục Khoản sợ hãi, cúi đầu thật sâu, đã hiểu. Nói xong, cô ta lui ra, viện trưởng, sắc mặt thần y trắng toát, xin viện trưởng nương tay. Diệp Quân nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh như cũ, có được chỗ tốt của thư viện quan huyên, nhưng sau lưng lại chơi xấu ta, còn nói hay là vì muôn dân trong thiên hạ. Thực tế cũng chỉ là muốn mưu lợi cho mình, có điều, các ngươi cũng vội quá rồi, người khác thì đợi bánh xong mới chia, sao các ngươi lại không thể chờ đợi như vậy, giờ bánh chưa xong đã muốn chia rồi. Trên mặt thần y không còn tí máu nào, viện trưởng. Diệp Quân lại lắc đầu, thần y cô nương, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Với ta mà nói, thế lực và những kẻ sau lưng ngươi cũng chỉ là mấy chú hề nhảy nhót thôi, còn ngươi, xem như có nguyên tắc cao, dám nói dám làm, xin giúp vì dân, thực tế chẳng qua là một con sâu đáng thương bị người ta lợi dụng mà không biết thôi. Lúc này, thần y mới sợ hãi thật sự, cô ta không ngờ viện trưởng trước mắt lại biết rõ thế lực sau lưng cô ta như vậy. Khoảnh khắc này, cô ta mới hiểu cô ta và người sau cô ta quá sai lầm rồi. Bọn họ đã xem thường trí tuệ của vị viện trưởng trước mắt này. Diệp Quân lại nói, người yên tâm, sẽ không giết ngươi. Người đâu? Vừa dứt lời, một người đồ đen xuất hiện ở đó. Diệp Quân nói, tìm một nền văn minh trong tỉnh vực sáng sinh, đưa cô ta tới nền văn minh đó. Nói rồi, hắn nhìn thần y, nếu ngươi đã cảm thấy vũ trụ quan huyên không tốt, vậy ngươi đổi chỗ khác đi, mong lúc ngươi ở nền văn minh đó, cũng có thể có nguyên tắc cao. Dám nói dám làm, cứu giúp vì dân như bây giờ. Hắn vừa nói xong, thần y đã bị đưa đi. Ở đó chỉ còn Diệp Quân và Cố Trần. Cố Trần không nói gì. Diệp Quân bảo, có phải cảm thấy ta rất tàn nhẫn không? Cố Trần trầm giọng nói, tình hình thập hoang năm đó là gì? Thập hoang năm đó, vì bao vây nền văn minh toại minh của cựu thổ, nên đại đế hiếm khi xuất hiện, còn ở thập hoang, vì bao vây các thế gia đế tộc. Người bên dưới muốn ra mặt, đó cũng là chuyện khó như lên trời. Nhưng người phá vỡ những điều này là viện trưởng,
giống như trong vũ trụ quan huyên bây giờ, mặc dù không thể công bằng tuyệt đối, nhưng ít nhất ai ai cũng có cơ hội dẫn đầu. Nói tới đây, gã khẽ than thở, nếu bọn họ đọc nhiều sách hơn, hiểu về quá khứ và tương lai hơn, bọn họ sẽ phát hiện, ngày tháng bây giờ so với lúc đầu, không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần. Đương nhiên, thư viện cũng chưa hoàn mỹ, cũng còn rất nhiều vấn đề, nếu bọn họ thật sự đề cập tới những vấn đề đó vì để thư viện tốt hơn, ta cũng sẽ ủng hộ họ, nhưng đáng tiếc là, họ không phải vì muốn thư viện tốt hơn, họ chỉ muốn để mình trở nên tốt hơn, có quá nhiều người lấy tấm gương yêu nước để mưu lợi cho mình, loại người này, với những kẻ hại nước hại dân, dùng quyền trục lợi đều ác như nhau. Diệp Quân khẽ cười nói, ngươi có thể nghĩ tới mức này, ta rất vui vẻ yên tâm. Cố Trần nhìn Diệp Quân, ngài không phải là người quan tâm tới quyền lợi, với ngài mà nói, thật ra quyền lợi chỉ là một loại phiền toái, ngươi thật sự muốn khiến vũ trụ này trở nên tốt hơn, ta cũng xin ngài tin rằng, đây không chỉ là mục tiêu của ngài, mà cũng là mục tiêu cả đời của Cố Trần ta, nếu có một ngày ta thay đổi, xin ngài hãy giết ta đừng do dự, nếu ngài thay đổi, ta sẽ lấy chết can ngăn. Diệp Quân cười bảo, chốt kèo. Với Diệp Quân, chuyện của thần y chỉ là một chuyện rất nhỏ. Bây giờ hắn không hứng thú đi xung đột nội bộ, không đúng, nên nói là trong thư viện không ai có tư cách đấu với hắn, giết những người đó, cũng chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, đương nhiên hắn còn một phương pháp giải quyết khác, đó là nói chuyện dùng tình cảm để đánh độc, giải quyết, sau đó thu phục những kẻ ấy, nhưng hắn không làm thế, vì hắn biết, dù làm sao thì ham mê của mọi người cũng sẽ không biến mất, cho dù tạm thời biến mất, đó cũng chỉ là vì thực lực của hắn, thứ hắn muốn là giết một dọa trăm. Khiến người của vũ trụ quan huyên biết rõ, làm ra chuyện này sẽ phải trả giá như thế nào. Cố Trần lại nói, viện trưởng, ngoài những người này, người bên dưới muốn làm thế cũng không ít, suy cho cùng, ngài không thể ở vũ trụ quan huyên mãi được, do đó, rất nhiều người không có lòng kính nể ngài. Hơn nữa, rất nhiều người bất mãn khi ngài cho mục khoản cô nương quá nhiều quyền lực, trong đó có cả những người của nội các lâm thời. Diệp Quân bình tĩnh nói, bọn họ muốn tìm đường chết. Cố Trần. Sau khi Diệp Quân xử lý xong việc của vũ trụ quan huyền, hắn đi tới trước mặt Thương Hồng Y, sau khi tới nơi này, hắn dùng năng lực của tiểu tháp, che giấu toàn bộ chỗ này lại. Lúc này Thương Hồng Y vẫn đang quỳ trong đó, mặt cô ta vô cảm. Thấy Diệp Quân, cô ta chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì. Khoảnh khắc này, dường như cô ta đã biến thành một con người, bình tĩnh, trầm lặng. Diệp Quân nói, Tĩnh Chiêu đâu? Thương Hồng Y nói, thiên khu giới. Nói xong, cô ta lấy một quyển trục ra đưa cho Diệp Quân, người bóp nát quyển trục này là có thể tới thiên khu giới, đồ dự trữ trong đó không ít, bây giờ ngươi có thể dùng rồi. Diệp Quân gật đầu. Thương Hồng Y ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, còn muốn biết gì không? Diệp Quân nói về kinh phá bích đi. Thương Hồng Y nói, đồ vật này, ta không biết nhiều, chỉ biết thứ này có thể phá vỡ kết giới của hư cấu và thực tế. Còn cái khác, không rõ. Diệp Quân im lặng một lát, nói thân phận thật sự của ông ta thì sao? Thương Hồng Y vẫn lắc đầu, ông ta rất thần bí, hơn nữa, phân thân nhiều hơn ta, mặc dù ta ở với ông ta rất lâu, nhưng người này thông minh lắm, ta không điều tra được gì quá sâu, chỉ có thể nói, ông ta rất thâm sâu khó dò. Diệp Quân gật đầu, có chút thất vọng nói, vốn muốn nhân cơ hội này để giết ông ta, nhưng không ngờ. Xem ra, người này vẫn chưa tới lúc chết, hơi sơ suất rồi. Thương Hồng Y nhìn Diệp Quân, không sợ đám người cha ngươi giận à? Diệp Quân cười nói, sao có thể? Mọi việc ta làm, ngoài ông nội chính trực của ta ra, chắc chắn cô và cha ta đã biết lâu rồi. Nói rồi, hai mắt hắn khẽ nhắm lại, bọn họ có thể hiểu ta, chuyện ta muốn làm, cả kẻ địch ta đối mặt, những thứ này đều khiến ta không thể làm một người thành thật ngay thẳng. Bàn việc như cờ vua ấy. Ta chỉ có thể thận trọng, chuyên tâm cẩn thận. Chỉ đáng tiếc, vẫn chưa thể giết chết chủ nhân bút đại đạo. Thương Hồng Y nói, ông nội ngươi đã có ý giết người rồi, tí nữa là lật cả bàn lên. Diệp Quân nói, thiếu một tí. Thật ra cũng khá tốt, nếu ông ta thật sự bị giết dễ như vậy, cũng không thể nhảy nhót lâu đến thế. Người này đáng sợ hơn ta tưởng nhiều, ít nhất là trước mắt, đám người ông nội có năng lực giết ông ta, nhưng lại không thể giết ông ta, trong này. Có quan hệ với ta, nhưng chắc chắn còn có vài nguyên nhân mà ta không biết. Thương Hồng Y nói, mục tiêu của ông ta là kinh phá bích. Diệp Quân nói, chắc không đơn giản như bên ngoài đâu,
người này rất biết cách che giấu ý đồ thật sự của mình, cũng rất biết giả vờ yếu đuối. Thương Hồng Y gật đầu, không nói nữa. Diệp Quân nhìn Thương Hồng Y, Thương cô nương, oan ức rồi. Ông nội làm vậy, chỉ vì muốn diễn một vở kịch với ta thôi. Nghe thấy lời của Tiểu Tháp, Diệp Quân phá lên cười, Tháp gia, người đang nghĩ gì vậy, Thương cô nương không phải là người của ta. Tiểu Tháp nhất thời nghi ngờ, không phải người của ngươi sao? Diệp Quân khẽ cười đáp, tất nhiên là không phải người của ta rồi, chẳng phải chủ nhân bút đại đạo đã nói rồi sao? Thương cô nương là người của toại cổ kim cô nương. Tiểu Tháp bối rối, nhưng rất nhanh, nó đột nhiên phấn khích nói, ta biết rồi, con mẹ nó. Cuối cùng ta cũng biết rồi. Tiểu Hồn hỏi, ngươi biết cái gì? Tiểu Tháp ha ha cười to, thiên cơ không thể tiết lộ. Tiểu Hồn, Diệp Quân nói, hai ngươi đừng nói nhảm nữa. Nhưng hiển nhiên Tiểu Tháp không nhịn được, muốn ra vẻ một chút, thế là nó nhỏ giọng nói với Tiểu Hồn. Lúc đó khi toại cô nương ngồi lên ghế thần tọa chủ chung, cái ghế đó và hai thanh kiếm vốn muốn phản kháng, nhưng cuối cùng lại đột nhiên dừng lại, tại sao chứ? Tiểu Hồn đáp, đứa trẻ. Tiểu Tháp cười nói, Tiểu Hồn, người còn nhớ tiên tri không? Tiểu Hồn đáp, dĩ nhiên, sao đột nhiên lại nhắc đến ông ta? Tiểu Tháp nói, năm đó tiên tri muốn chuyển thế trùng sinh đoạt xác, nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải đã bị giết chết rồi sao? Tiểu Hồn cười hì hì, ta hiểu rồi, không có sự cho phép của chủ tử, toại cổ kim kia tuyệt đối không thể có con. Cho dù có con, cô ta cũng tuyệt đối không có năng lực để lợi dụng huyết mạch nhà họ Dương nhằm mưu lợi. Nói cách khác, chính là tiểu chủ đang. Tiểu Tháp nói, nhưng ta cũng không dám chắc chắn, lần này chúng ta đi lên đó, nếu như tên tiểu tử này vẫn bị đuổi giết điên cuồng như lúc trước vậy đã chứng minh chúng ta nghĩ sai rồi, nếu không, vậy có nghĩa là chúng đã suy nghĩ đúng. Tiểu Hồn đáp, ta cảm thấy ngươi đã đúng rồi đấy, bởi vì nếu hai người bọn họ tách ra, thì trong trường hợp tiểu chủ không gọi người tới, nhất định không phải là đối thủ của chủ nhân bút đại đạo, mà nếu như cô ta không có đứa con của tiểu chủ thì cho dù mưu trí của cô ta có nghịch thiên đến đâu, thì cũng không thể chống lại được chủ nhân bút đại đạo. Chỉ là không biết là giữa bọn họ thực sự có cảm tình, hay chỉ là quan hệ đồng minh. Tiểu Tháp nói, là như vậy đấy, ai già. Tên tiểu tử này bây giờ làm việc ngay cả chúng ta cũng giấu. Hơn nữa, chúng ta ngày ngày ở bên cạnh hắn, sao lại không biết bọn họ thực sự ở bên nhau từ lúc nào chứ? Tiểu Hồn đáp, ngươi quên rồi sao? Khi bọn họ làm mấy chuyện xấu hổ, đều ném ngươi đi ra ngoài. Hơn nữa, khi bọn họ làm mấy chuyện vô vị, hay là tâm thần hòa hợp, cả hai đều có thể biết ký ức của nhau. Tiểu Tháp. Tiểu Hồn nói tiếp, bây giờ nghĩ lại thì thấy Thương cô nương này không bình thường. Sau khi biết huyết mạch của tiểu chủ và công năng đặc biệt của ngươi thì cô ta vẫn 5 lần 7 lượt nhắm vào tiểu chủ. Không chỉ như vậy, cứ hễ mở miệng ra là muốn tiêu diệt cả nhà tiểu chủ. Điều này căn bản không phải nhắm vào tiểu chủ mà là nhắm vào người nhà của tiểu chủ. Tiểu Tháp tiếp lời, lão chủ suýt chút nữa đã ra tay giết chủ nhân bút đại đạo rồi. Tiểu Hồn đáp, đúng vậy, chủ nhân bút đại đạo hoảng sợ như vậy, đáng tiếc, cuối cùng ông nội của tiểu chủ vẫn không ra tay. Nói đến đây, nó dừng lại rồi lại nói tiếp, ta cảm thấy, bọn họ đang chơi một bàn cờ lớn hơn nữa. Ngươi nói xem, có phải bọn họ muốn liên thủ để giết chết chủ nhân bút đại đạo không? Tiểu Tháp đáp, nhất định là vậy rồi, bây giờ nghĩ lại, chủ nhân bút đại đạo con người này cực kỳ đáng sợ. Ban đầu ta đi theo tiểu chủ, tên này đã luôn nhắm vào tiểu chủ, còn lôi ra một vô biên chủ. Đến cuối cùng, còn ép tiểu chủ phải kết thúc trước con đường nhân vật chính của hắn. Tên này nhất định là muốn làm theo cách tương tự để trị tên nhóc này. Tiểu Hồn có phần lo lắng, ta rất lo lắng cho tiểu chủ. Tiểu Tháp nói, đừng lo lắng, tên nhóc này thông minh hơn chúng ta nghĩ nhiều, người nghĩ thử xem, tại sao lúc trước hễ khi nào hắn sắp chết, đều nói muốn dẫn theo chủ nhân bút đại đạo đi cùng. Hiển nhiên hắn đã biết, ngoại trừ tam kiếm, chủ nhân bút đại đạo này nhất định là kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời này của hắn. Lần này hắn bày ra ván cờ này. Chính là muốn giải quyết chủ nhân bút đại đạo. Nếu không, hắn vĩnh viễn không thể phát triển một cách bình thường. Do vậy, Thương cô nương này liều mạng muốn đi tiêu diệt cả nhà hắn. Người biết đấy, tiểu chủ đã coi bản thân là người nhà họ Dương rồi, tiêu diệt cả nhà hắn, đó chẳng phải là tiêu diệt nhà họ Dương sao? Nhưng đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút xíu nữa. Tiểu Hồn hỏi, ông nội tiểu chủ sẽ tức giận chứ? Tiểu Tháp cười đáp, nếu là người khác thì đã chết chục nghìn lần rồi.
nhưng tên nhóc này thì ông nội hắn nhất định sẽ không bao giờ tức giận. Nếu tên nhóc này thực sự ngay cả ông nội cũng tính kế đến, ông nội hắn còn nhảy cẳng lên vì vui mừng nữa kìa. Dù sao cũng là ông cháu ruột, ai ra, hai ông cháu đánh nhau, chính là một niềm vui bất tận đó. Tiểu hồn, bên ngoài, Diệp Quân đột nhiên nói, lần này ba nền văn minh thủy tổ, hình như chỉ có cựu thần là không tới, tại sao vậy? Thương Hồng Y lắc đầu, ông ta đã không còn ở thế giới này nữa rồi. Diệp Quân hỏi, nghĩa là sao? Thương Hồng Y nói, theo như những gì ta biết thì ông ta đã đi đến vạn kiếp tinh vân, ông ta dùng thực lực của chính mình để vượt qua 3.000 đại đạo kiếp, phá vỡ ràng buộc của nền văn minh, đi tới vũ trụ chủ. Diệp Quân hỏi, đã có người thành công rồi sao? Thương Hồng Y gật đầu, có, Bi Tâm Từ. Bi Tâm Từ. Hắn một lần nữa nghe thấy cái tên này. Vị quan chấp hành đứng đầu mạnh nhất của cựu thổ năm đó, hắn không ngờ đối phương đã rời khỏi khoảng vũ trụ này rồi. Thương Hồng Y nói tiếp, nhưng những người biết được chuyện này thì rất ít, nếu không phải chủ nhân bút đại đạo nói cho ta thì ta cũng không biết. Người phụ nữ đó vậy mà đã rời khỏi nơi này từ hàng chục nghìn năm trước rồi, mà còn là dùng thực lực của chính mình để chống đỡ 3.000 đại đạo kiếp rồi rời đi. Người biết chủ nhân bút đại đạo đánh giá nàng ấy như thế nào không? Diệp Quân hỏi, đánh giá như thế nào? Thương Hồng Y trầm giọng nói, người yêu nghiệt nhất mà ông ta từng gặp, phạm vi này bao gồm cả vũ trụ chủ. Diệp Quân yên lặng, có thể khiến cho tên đó đánh giá như vậy. Thực sự rất kinh khủng. Trong mắt Thương Hồng Y hiện lên một cảm xúc phức tạp, người biết tại sao nàng ấy lại xảy ra xích mích với ba nền văn minh lớn của cựu thổ không? Diệp Quân lắc đầu. Thương Hồng Y cười nói, bởi vì ba nền văn minh lớn của cựu thổ muốn hiến tế chúng sinh, để cưỡng chế phá tan 3.000 đại đạo kiếp, đi tới vũ trụ chủ, nhưng nàng ấy không đồng ý, thế là lúc đó nàng ấy đã trực tiếp đánh tàn phế hai thủy tổ của hai nền văn minh lớn và minh chủ của ba nền văn minh lớn của thời đại đó. Nếu không có nàng ấy, thì lúc đó ngoại trừ cựu thổ ra, tất cả vũ trụ bên ngoài đều sẽ bị hiến tế. Sắc mặt Diệp Quân nghiêm túc, cô nương đại nghĩa. Lúc trước Thuyền Thánh Bỉ Ngạn đã từng nói với hắn về Bi Tâm Từ, nó nói rằng Bi Tâm Từ là một người vô cùng lương thiện. Hiện giờ xem ra, nó không hề nói dối, có thể tưởng tượng nếu lúc đó không có Bi Tâm Từ đứng ra ngăn cản, thì không biết bao nhiêu vũ trụ manh minh sẽ bị hủy diệt. Diệp Quân thu hồi lại suy nghĩ, hắn nhìn Thương Hồng Y, Thương cô nương, tạm thời chỉ có thể để cô chịu thiệt thòi rồi. Thương Hồng Y nhìn hắn, một người bằng lòng vì chúng sinh mà hy sinh bản thân mình. Thì ta có lý do gì mà không lựa chọn tin ngươi chứ? Diệp Quân bật cười, sau này gặp lại. Dứt lời, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Thương Hồng Y nhìn phía cuối chân trời. Hồi lâu sau, hai mắt cô ta từ từ khép lại. Một quỳ của ngày hôm nay, đổi lấy đại đạo đáng mong chờ ở tương lai. Đáng giá. Nhất định đáng giá. Hai tay Thương Hồng Y nắm chặt lại. Thiên khu giới. Khi Diệp Quân tới đây, hắn phát hiện linh khí ở đây thực sự rất nồng đậm, đằng sau có cựu thổ tổ linh mạch, hắn cẩn thận cảm nhận một chút mới nhận ra nơi này phải có ít nhất mấy trăm nghìn viên tiên nguyên mạch cực phẩm. Hơn nữa mỗi viên tiên nguyên mạch cực phẩm còn ẩn chứa ít nhất mấy triệu viên tiên nguyên tinh cực phẩm. Hiển nhiên đây là do được tích lũy qua vô số năm, hơn nữa, nơi này vẫn chưa bị người ta cướp bóc. Mà bây giờ, tất cả đều là của hắn. Diệp Quân mỉm cười, tay phải hắn chậm rãi xoa ngực mình. Ở nơi sâu thẳm trong trái tim hắn, có một quả hạch. Màu vàng hơi rung động. Tiểu tháp đột nhiên nói, nếu để cho người của vũ trụ quan huyên tới đây tu luyện, nhất định có thể nhanh hơn. Diệp Quân cười đáp, tất nhiên rồi. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, rất nhanh, hắn đã biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trước một tòa cung điện. Bên trong cung điện, có một cô gái đang cầm một quyển sách cổ lên đọc. Đệ nhất tính chiêu. Lúc này, đệ nhất tính chiêu giống như cảm nhận được điều gì đó, cô ta quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy Diệp Quân, quyển cổ tịch trong tay cô ta nhất thời run rẩy. Diệp Quân bước vào trong điện, hắn nhìn đệ nhất tính chiêu ở trước mặt, khẽ mỉm cười, ta đến hơi muộn. Đệ nhất tính chiêu cúi đầu, không nói gì. Diệp Quân chủ động kéo hai tay cô ta lên, nhẹ giọng nói, khi đó hiểu lầm cô, thật xin lỗi. Đệ nhất tính chiêu lắc đầu, ta biết ngươi không phải cố ý. Diệp Quân nói, thực sự không giận ta sao? Đệ nhất tính chiêu ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt đã có giọt nước mắt, cô ta đột nhiên đấm một quyền vào bụng Diệp Quân.
Diệp Quân trực tiếp bay ra xa mấy trượng, cuối cùng nặng nề đập xuống đất. Diệp Quân lập tức phối hợp kêu lên một tiếng. Còn không đợi Diệp Quân kịp phản ứng, đệ nhất tính chiêu lại lao đến trước mặt hắn, sau đó một quyền nhắm vào mặt hắn mà đấm xuống, nhưng khi vừa chạm vào khuôn mặt hắn thì bàn tay đó lại đột nhiên dừng lại. Diệp Quân nhìn cô ta, nhẹ giọng hỏi, còn tức giận không? Đệ nhất tính chiêu không đáp lời, cô ta thu tay về, sau đó nằm lên người hắn, ngươi thực sự đáng hận. Dứt lời, nước mắt từ trong mắt cô ta lập tức chảy ra. Tất nhiên cô ta cũng tủi thân chứ. Mặc dù biết khi đó hắn không cố ý nói ra những lời đó, nhưng vẫn rất tủi thân. Diệp Quân nhẹ nhàng ôm cô ta vào trong lòng, dịu dàng hỏi, sống ở đây có tốt không? Đệ nhất tính chiêu đáp, cô ta đối xử với ta rất tốt. Diệp Quân gật đầu. Đệ nhất tính chiêu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, bây giờ chúng là quan hệ bạn bè sao? Diệp Quân chớp mắt, không nói gì, chỉ là tiện tay ném tiểu tháp ra bên ngoài. Sau đó một luồng sức mạnh thần bí bao trùm bốn xung quanh. Ngăn cách hết thảy, Diệp Quân hôn cô ta, rất lâu sau hắn mới nhẹ nhàng tách ra, khẽ cười nói, đúng vậy, là quan hệ bạn bè rất thuần khiết. Nam nữ lâu rồi chưa gặp, giống như nắng hạn gặp mưa rào, hai bên đều điên cuồng, không hề biết chán. Ai cũng không biết trận đấu này kéo dài bao lâu, dù sao, trên người, trên tay, trên mặt, chỗ nào cũng có dấu vết để lại sau trận chiến. Ít ngày sau, Diệp Quân đưa đệ nhất tính chiêu quay về thư viện Quan Huyên, đương nhiên, lúc rời đi, hắn đã thu thiên khu giới vào trong tiểu tháp. Hắn hiện tại, tiên nguyên mạch cực phẩm có 320.000 mạch, hàng trăm triệu tiên nguyên tinh. Bây giờ đúng là hắn giàu đến chảy mỡ rồi. Sau khi hai người quay về thư viện Quan Huyên, Diệp Quân cũng không giao hết thư viện cho đệ nhất tính chiêu quản lý, mà vẫn chọn tự mình quản lý, bây giờ hắn không có suy nghĩ gì khác. Chỉ muốn cai quản vũ trụ Quan Huyên này cho tốt, để sức mạnh tín ngưỡng trở thành màu trắng. Màu trắng. Đây là sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết, cũng chỉ khi đạt được sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết, thì mới chứng minh được là hắn đã thật sự quản lý tốt được vũ trụ này. Không thể không nói, đánh đổ thiên hạ và cai quản thiên hạ hoàn toàn không giống nhau, cai quản thiên hạ thật sự phải xử lý vô số việc vặt, hơn nữa lúc mới bắt đầu hắn cũng không thích ứng với những chuyện vặt này lắm. Vì hắn thấy, loại chuyện vặt đó thật sự chỉ là những thứ bé nhỏ không đáng kể. Rồi đến một ngày, hắn mới ý thức được suy nghĩ này của mình đáng sợ tới mức nào. Ngày ấy, hắn tới chỗ ăn mì lần trước với Toại Cổ Kim, lúc hắn tới chỗ đó, lại phát hiện ông chủ bán mì đang tháo dỡ quầy hàng của mình. Không chỉ vậy, cả con đường cũng đã trở nên cực kỳ quạnh quẽ. Diệp Quân rất nghi hoặc, hắn đi tới trước quầy hàng, ông chủ. Ông chủ thấy hắn. Mặt vốn còn đầy cau có lại lộ ra một tia kinh ngạc, là ngươi. Diệp Quân khẽ cười nói, ông còn nhớ ta à? Ông chủ nói, nhìn công tử cao quý như vậy, khiến người ta thật sự khó mà quên được. Diệp Quân cười, nói, ông chủ, thế này là ông chuẩn bị không buôn bán nữa à? Ông chủ lập tức thở dài nặng nề, lông mày cau chặt lại. Diệp Quân có chút tò mò, sao thế? Ông chủ lắc đầu, không làm được nữa. Diệp Quân cau mày, chuyện gì vậy? Ông nói với ta đi. Hai tay ông chủ lau vào quần áo, sau đó nhấc bình trà trên bếp lò ở cạnh lên, ông ta dẫn Diệp Quân đi tới một bên ngồi xuống, công tử, uống ly trà nóng đi. Nói rồi, ông ta rót cho Diệp Quân một ly. Sau khi đặt bình trà xuống, lại thở dài lần nữa, người đã nghe nói chưa? Thư viện muốn tăng thuế của những quầy hàng, người bán hàng lên rồi. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Chuyện này là hắn và nội các Lâm thời bàn bạc ra, vì từ khi hơn 100 thành Quan Huyền này bắt đầu thành lập, để thu hút đầu tư, người của Toại Cổ Kim lúc đó đã đặt ra rất nhiều ưu đãi, ví dụ như phàm là người buôn bán trong thành, sẽ được rất nhiều lợi ích, đồng thời còn miễn thu thuế 100 năm. Nói cách khác, chủ nhân những sạp hàng đó, bọn họ không cần nộp thuế 100 năm. Chính sách này vừa được đưa ra, lập tức thu hút vô số người, cũng chính vì chính sách này. Thành Quan Huyên mới có thể phát triển nhanh chóng trong một thời gian ngắn như vậy. Còn bây giờ, thời gian miễn thu thuế 100 năm đã hết, do đó, hắn và nội các Lâm thời bắt đầu thu hồi, đánh thuế những người buôn bán này. Đương nhiên, bọn họ cũng đã suy nghĩ tới các loại tình huống, do đó, vừa bắt đầu bọn họ thu thuế rất thấp, chỉ thu 5% thuế của mỗi gian hàng, còn bên cựu thổ, thuế của thương nhân cao đến 35%. Sở dĩ hắn thu thuế thấp như vậy. Chính là sợ đột nhiên thu thuế quá nhiều,
sẽ ảnh hưởng tới những người dân bên dưới. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn ảnh hưởng tới. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn ông chủ, tiếp tục hỏi, ông nói kỹ chút. Ôi! Ông chủ lại thở dài, vẻ cau có trên mặt ngày một giây, sau khi thư viện thu thuế, những ông chủ của sạp hàng đều lập tức bắt đầu thu thêm tiền thuê, vốn dĩ mỗi tháng chúng ta chỉ cần nộp 12 viên linh tinh, nhưng hiện tại, mỗi tháng chúng ta phải nộp 24 viên linh tinh, 24 viên linh tinh. Công tử, người nói xem, sao mà chúng ta sống được? Vốn dĩ lợi nhuận mỗi tháng của chúng ta cũng mới khoảng 10 viên linh tinh, bây giờ mệt sống mệt chết, mà chẳng kiếm được gì, phải giao hết cho những ông chủ quầy hàng kia rồi. Diệp Quân im lặng không nói, sắc mặt đã dần lạnh giá. Ông chủ lại nói, hơn nữa nghe nói, sau này tiền thuê có thể còn tăng thêm. Ôi, công tử, người nói xem, viện trưởng này đang tốt đẹp, sao đột nhiên lại thu thuế chứ? Có phải viện trưởng thiếu tiền không? Diệp Quân nhìn ông chủ, khẽ cười nói, ông cảm thấy viện trưởng thế nào? Ông chủ hơi do dự, sau đó nói, mới bắt đầu thì rất tốt, nhưng bây giờ? Ta không biết, ông già như ta chưa từng đọc sách, ta cũng không biết đám viện trưởng thu thuế là tốt hay xấu, nhưng, chúng ta không sống qua những ngày này được là thật. Ôi! Diệp Quân cười nói, vậy chắc chắn là vấn đề của viện trưởng. Sắc mặt ông chủ lập tức thay đổi, công tử, những lời này không nói bậy được đâu. Diệp Quân nói, ông sợ viện trưởng à? Ông chủ lắc đầu, cũng không sợ. Nói sao đây, viện trưởng cách chúng ta hơi xa, hơn nữa, những vấn đề này của chúng ta, trong mắt viện trưởng, chắc là những chuyện rất nhỏ nhặt nhỉ. Diệp Quân cầm ly trà trước mặt nhấp một ngụm, sau đó nói, ông chủ, trước mắt ông đường dỡ quầy hàng vội, ta có quen vài người trong thư viện, ta sẽ đi nói chuyện này xem sao, có thể sẽ thay đổi được. Ông chủ vội nói, không được không được, công tử, tuyệt đối không được. Diệp Quân nói, sao thế? Ông chủ vội lắc đầu, từ xưa dân không đấu với thương, không đấu với quan, cái này. Diệp Quân cười nói, không sao, ta chỉ đi nói thử thôi. Nói xong, hắn đặt tiền trà xuống, đứng dậy rời đi. Trên đường, Diệp Quân nhìn xung quanh, bây giờ đường phố đã trở nên quạnh quẽ đến kinh ngạc, chỉ có mấy quầy hàng lớn còn mở cửa, phần lớn những quầy nhỏ đều đã đóng rồi. Diệp Quân nói, người đâu? Một hư ảnh xuất hiện sau người hắn. Diệp Quân nói, tiền thuê đột nhiên tăng gấp đôi, chuyện này không bình thường, đi cha. Hư ảnh kia lặng lẽ biến mất. Không bao lâu, hư ảnh đã đến sau người hắn, viện trưởng, đã điều tra được, là thương hội quan Huyên đứng sau khống chế. Hai mắt Diệp Quân khẽ híp lại, thương hội quan Huyên. Hư ảnh nói, vâng, đó là một thương hội do vô số thương nhân liên hiệp để thành lập, lấy tên là quan Huyên. Thành viên trong đều là những thương nhân có máu mặt trong vũ trụ quan Huyên, bọn họ kiểm soát mọi ngành nghề của vũ trụ quan Huyên. Diệp Quân nói, thư viện không có giám sát. Hư ảnh nói, có, nhưng... Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, hiển nhiên, những thương nhân này đã đoàn kết lại, đồng thời người trong thư viện cũng được bọn họ xử lý hẳn hoi. Đương nhiên, hắn cũng không bất ngờ, đám người thần y không phải lứa đầu tiên, cũng không phải nhóm cuối cùng. Hư ảnh nói, viện trưởng, bây giờ bọn họ đang tập hợp trong Tiên Vân Các để bàn bạc chuyện lớn, hay là... Diệp Quân lắc đầu, không cần. Hư ảnh gật đầu, không nói nữa. Diệp Quân bảo, nội các lâm thời đã biết chuyện này chưa? Hư ảnh nói, đã biết, đang đợi chỉ thị của viện trưởng. Diệp Quân gật đầu, để bọn họ đợi tiếp đi. Nói xong, hắn đi về nơi xa. Hư ảnh cung kính hành lễ, lặng lẽ rời đi. Không bao lâu, Diệp Quân tới Tiên Vân Các này là thương hội khổng lồ do người thần bí mở, trước mắt cũng là thương hội sầm uất nhất to nhất ở vũ trụ quan Huyên. Tiên Vân Các hôm nay cực kỳ náo nhiệt, vì thương nhân đỉnh cấp của cả vũ trụ quan Huyên đều tới đây rồi. Diệp Quân lấy một tấm thiệp mời, lẫn vào trong, không thể không nói, xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc, hỏi vặn hắn mấy lần, trong lúc đó còn có thần thức của mấy cường giả cảnh giới đại đế quét qua hắn. Sau khi xác định hắn không có vấn đề, mới để hắn đi vào trong thương hội. Lát sau, dưới sự dẫn dắt của một cô gái, Diệp Quân tới một đại điện cực kỳ to lớn, đại điện này được xây dựng rất xa hoa, chói mắt, chỗ nào cũng lộ mùi tiền. Lúc này, trong điện đã tụ tập hàng ngàn người, trông người nào cũng cực kỳ có tiền, vì họ mặc đồ thật sự quá xa hoa rồi. Còn có dòng người cuồn cuộn không ngừng vào trong điện, cực kỳ náo nhiệt. Mọi người trong điện đều đang trò chuyện, làm quen với nhau, mở rộng kết giao quan hệ.
cũng có người tới tìm Diệp Quân, lúc này hắn đã lặng lẽ thay đổi diện mạo của mình, do đó, không ai nhận ra hắn. Người trong này rất nhiệt tình, Diệp Quân phát hiện, mọi người cứ nói chuyện mãi, rồi xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều cô gái trẻ, mặc đồ hở hang, bấy giờ, ánh sáng trong điện cũng trở nên mờ ám tối tăm. Lúc này, ý cười vốn nho nhã lễ độ trên mặt những người ở đó bắt đầu trở nên dung tục, mọi người không hề kiêng dè mà bình luận về những cô gái xung quanh, lời nói cũng ngày càng xuồng xã, trên mặt họ, không hề che giấu suy nghĩ nguyên thủy thật sự trong lòng mình. Đây chính là thế giới của người có tiền à. Rất nhanh, mọi người ngày càng buông thả, mỗi người đều ôm lấy một cô gái trẻ. Không buông à, một bên, đột nhiên có một giọng nói truyền tới. Diệp Quân quay đầu nhìn, chỗ cạnh hắn không xa, một người đàn ông mập đang dạy dỗ một thiếu niên, đừng có mà không buông nữa, nói chuyện làm ăn là thế, uống rượu, phụ nữ, người không uống rượu, không phụ nữ, sao có thể nói chuyện làm ăn được. Thiếu niên vẫn không buông được. Người đàn ông mập cười nói, nhớ kỹ, nếu làm ăn, thì hãy dẫn khách của ngươi cùng sa đọa, chỉ có cùng sa đoạn, chuyện làm ăn mới thành được, nếu không, người ta dựa vào đâu mà làm ăn với ngươi. Thiếu niên hơi do dự, sau đó nói, tụ hợp đám đông, là làm trái với quan huyên pháp. Người đàn ông mập cười ha ha, đồ ngốc, quan huyên pháp phục vụ cho ai chứ? Không phải là phục vụ cho chúng ta sao? Thế giới này, chỉ cần có đủ tiền, thì đừng nói quan huyên pháp. Viện trưởng cũng có thể dập đầu với ngươi. Nếu hắn không dập, vậy thì do tiền không đủ. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của người đàn ông mập, thiếu niên bắt đầu từ từ cởi mở hơn, xuồng xã một lát, thiếu niên chậm rãi buông thả. Còn sau khi vượt qua rào cản trong tim, thiếu niên ngày càng buông thả, vì thật sự chơi rất vui. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên yên tĩnh, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về trước đại điện nơi xa, một thiếu niên đồ trắng chậm rãi đi lên đài. Khi thấy hắn, mọi người đều dừng động tác trong tay lại. Sau khi giao chứng nhận đầu tư, mọi người đã chính thức trở thành người cùng thuyền. Trong đại điện, mọi người điên cuồng hò hét, đám người sôi nổi, ai cũng vì quá vui vẻ mà trở nên dữ tợn. Viện trưởng là nhân vật thế nào chứ? Đó chính là thần của vũ trụ quan huyên hiện tại, mà bây giờ, vị thân đó đang ở đây mặc cho bọn họ mắng chửi. Cả tòa đại điện sục sôi. Ngay tại lúc này, người đàn ông áo trắng trên đài đột nhiên đưa tay phải ra, trong chốc lát, tất cả mọi người khựng lại. Đại điện vốn đang ồn ào đột nhiên lại yên tĩnh trở lại. Người đàn ông áo trắng trước mắt cũng không phải là ai khác, mà chính là Châu Tần, hội trưởng hiện tại của Thương hội Quan Huyên, còn lai lịch thật sự của gã thì không ai biết, chỉ biết là gã có rất nhiều thủ đoạn phi thường, không chỉ thành lập được Thương hội Tiên Vân Các đầu tiên ở vũ trụ Quan Huyên mà còn nhanh chóng hoàn thành nội các lâm thời, đặt tên là Thương hội Quan Huyên. Đã lấy tên Quan Huyên, hơn nữa còn nhận được sự công nhận của quan chức địa phương, đây cũng không phải là điều người bình thường có thể làm được. Ngoại trừ thương hội, gã còn nắm trong tay vô số sản nghiệp, binh khí, khoáng sản, phong thải và những sản nghiệp đen chưa được biết đến dưới lòng đất. Có người đồn rằng, tài sản của gã còn nhiều hơn cả viện trưởng. Dưới ánh mắt của mọi người, Châu Tần cười nói, 200 năm nay, vũ trụ Quan Huyên phát triển yên bình. Điều này không khỏi liên quan tới sự ủng hộ của mọi người, không ngờ sau khi vị viện trưởng này chấp chính lại lập tức tấn công những thương nhân như chúng ta, Diệp Quân là đang định qua cầu rút ván, không đáng làm người. Nói xong, nụ cười trên mặt gã đột nhiên trở nên dữ tợn, nếu Diệp Quân đã bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, Diệp Quân dám thu thuế của chúng ta cũng dám tăng phí thuê, hắn thu thêm 10% thuế, chúng ta sẽ tăng gấp đôi phí thuê, khiến toàn bộ vũ trụ Quan Huyên tê liệt. Xem ai phải sợ yêu. Lúc này, có người đột nhiên nói, hội trưởng, viện trưởng chỉ lấy 5% thuế, đối với chúng ta mà nói thì thật ra vẫn có thể chấp nhận được. Ngu xuẩn. Châu Tần tức giận nhìn người vừa nói, không nể nang gì, người cho rằng chỉ có 5% thuế thôi sao? Không đâu, đó chỉ mới bắt đầu thôi, chỉ là dò xét một chút, một khi chúng ta đồng ý, vậy sau này chúng ta sẽ còn phải đối mặt với mức thuế cao hơn. Thế nên, chúng ta không thể nhượng bộ. Mọi người đồng loạt gật đầu. 5% thuế. Vậy cũng là rất nhiều, mỗi lần kiếm được 1 triệu thì phải đóng 50 ngàn cho Thư viện Quan Huyên. Dựa vào đâu? Không có Diệp Quân, bọn họ có thể làm tốt hơn, kiếm được nhiều hơn. Hơn nữa, dù có đóng thuế thì cũng phải do những kẻ thấp hèn kia đóng, dựa vào đâu mà bọn họ phải đóng? Châu Tần tiếp tục nói, lần này chúng ta tuyệt đối không thể lùi.
chúng ta phải chiến đấu với hắn tới cùng. Lại có một người đột nhiên đặt câu hỏi, lỡ như viện trưởng cưỡng ép thu thuế, vậy thì phải làm sao? Châu Tần cười, nếu hắn cưỡng ép thu thuế, chúng ta cũng cưỡng ép tăng phí thuê, mọi người liên thủ lại giữ vững ít nhất một nửa thương nghiệp của vũ trụ quan huyên, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chỉ cần chúng tình nguyện thì có thể khiến vũ trụ quan huyên đại loạn, đến lúc đó, xem hắn hoảng hay chúng ta hoảng. Hội trưởng nói không sai. Lúc này, một cô gái xinh đẹp đi tới bên cạnh gã, cô ta cười, sau khi hội nghị kết thúc, thư báo quan huyên sẽ đăng một bài có tiêu đề là nhân nghĩa của viện trưởng ở đâu, đến lúc đó, bài báo này sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vũ trụ quan huyên, khi đó, tất cả mọi người đều sẽ hiểu, bây giờ cuộc sống của họ không tốt cũng là do viện trưởng, vì những ham muốn cá nhân nên viện trưởng mới bắt đầu thu thuế. Nói tới đây, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên, nụ cười quyến rũ, khi đó, dư luận sẽ nhấn chìm viện trưởng. Hay hay! Châu Tần vỗ tay cười nói, thời đại bây giờ, ai nắm giữ dư luận thì người đó là chính nghĩa, chỉ cần Diệp Quân dám thu thuế, chúng ta sẽ phải khiến hắn trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Có người đột nhiên nói, viện trưởng đó hình như không phải là một nhân vật đơn giản, chúng ta làm vậy, lỡ như hắn tức điên lên. Lúc này có người đột nhiên nói, Châu hội trưởng, bây giờ mọi người đều là người cùng thuyền, người có chuyện gì thì cứ giao phó đi, các huynh đệ sẽ làm theo sự chỉ dẫn của người. Mọi người đồng loạt hưởng ứng, lúc này, bọn họ phải đoàn kết một lòng mới có thể đạt được nhiều lợi ích hơn. Châu Tần khẽ mỉm cười, ta có 3 bước kế hoạch, bước đầu tiên chính là chúng ta lập tức bắt đầu tăng phí thuê, phải thu thật nhiều, chúng ta càng nhiều, những thiện dân bên dưới lại càng hận Diệp Quân, đến khi càng có nhiều người hận hắn, chúng ta sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của bọn họ, thậm chí là khởi nghĩa. Sau đó thì sao, có người chờ không nổi nữa. Châu Tần cầm ly rượu thị nữ bên cạnh đưa tới, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó cười nói, bước thứ hai đoàn kết bọn họ lại, biến họ thành một thế lực đi quấy phá, phá tới long trời lở đất. Có người run giọng nói, Châu hội trưởng định làm phản sao? Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong sân lập tức biến sắc, đại điện đột nhiên yên tĩnh. Không không, Châu Tần lắc đầu cười nói, bây giờ chúng ta còn chưa có năng lực tạo phản. Điều chúng ta phải làm là đàm phán với Thư viện Quan Huyên, chờ sau khi những người gây chuyện càng ngày càng nhiều, Thư viện Quan Huyên nhất định sẽ đứng ngồi không yên, vì Diệp Quân cần sức mạnh tín ngưỡng, vậy nên, hắn không thể nào phái binh trấn áp. Vào lúc này, nếu hắn muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là dựa vào chúng ta. Chúng ta, nghe được lời này, một số người đã mơ hồ hiểu ra, vui vẻ không thôi. Châu Tần nhìn mọi người. Nụ cười của gã đột nhiên trở nên dữ tợn, chư vị, chúng ta có tiền, chúng ta là người có nhiều tiền nhất ở vũ trụ quan huyên, nhưng chúng ta lại có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là chúng ta không có quyền thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không có quyền phát biểu trong thư viện, không có quyền thì sau này chúng ta có thể sẽ phải để mặc cho người ta xẻ thịt, không có quyền thì chúng ta không thể phát huy tối đa lợi ích của mình. Nói đến đây, gã đột nhiên trở nên hưng phấn, điều chúng ta phải làm lúc này không chỉ là chống lại chính sách thu thuế của Diệp Quân, mà còn phải tranh quyền. Sau khi Thư viện Quan Huyên không thể làm thỏa mãn cơn tức của người dân, chúng ta sẽ tới giải quyết mọi chuyện, chúng ta có thể nhân cơ hội này để đòi quyền lực, gia nhập vào cơ cấu quyền lực của Thư viện các, thậm chí là gia nhập vào nòng cốt nội các lâm thời. Lời vừa dứt, những thương nhân trong sân đều trở nên sôi nổi. Thương nhân có tiền nhưng không có quyền. Đây chính là nỗi đau lớn nhất của bọn họ. Theo lời Châu Tần nói, nếu có quyền, vậy thì địa vị của bọn họ sẽ cao hơn rất nhiều, không chỉ vậy, bọn họ còn có thể phát huy tối đa lợi ích của mình. Suy nghĩ lại một chút, nếu tiền và quyền kết hợp với nhau. Đúng là vừa nghĩ đã thấy vui mọi người trong điện như đã được truyền lửa. Lúc này, Châu Tần lại nói, đây vẫn chưa phải kế hoạch cuối cùng của chúng ta, vậy kế hoạch của chúng ta là gì? Mọi người đều mong ngóng nhìn Châu Tần, ánh mắt bọn họ nóng rực, tim như nghẹn lại. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Châu Tần cười nói, kế hoạch của chúng ta là sau khi tiến vào nội các lâm thời, bắt đầu mua chuộc thêm nhiều người bằng tiền, sau đó sắp xếp bọn họ vào nội các lâm thời, và cả các ngành của Thư viện Quan Huyên. Nói đến đây, vẻ mặt gã đột nhiên đỏ lên, vung tay hô, chúng ta phải thao túng chính trị, chúng ta phải điều khiển tuyển cử. Chúng ta phải trở thành người thật sự nắm giữ vũ trụ quan huyên trong tay. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong sân đều sôi nổi. Thương nhân thao túng tất cả sao? Trước đây bọn họ cũng không dám nghĩ tới.
Nghĩ tới là cảm thấy vô cùng kích thích. Mọi người đã hoàn toàn vui vẻ. Trên đài, Châu Tần giờ phút này cũng rất vui vẻ, gã tiếp tục nói, chư vị, lần này Diệp Quân kia thu thuế của chúng ta, không phải nguy cơ của chúng ta, đây quả thực là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần nắm chặt cơ hội này, chúng ta có thể đạt được một bước nhảy vọt. Nhưng vẫn có người lo lắng, Châu hội trưởng, nếu chuyện này thất bại. Thất bại, nghe thấy hai chữ này, mọi người đột nhiên tỉnh táo lại. Sợ cái gì? Châu Tần cười, không thèm để ý tới, chư vị, chúng ta làm tất cả chuyện này cũng đều hợp tình hợp lý, dù sao thì quan huyên pháp cũng không quy định chúng ta không thể tăng phí thuê, và lại, chúng ta lại không phải tự mình ra mặt, chúng ta chỉ cần phát động dư luận, đào tạo một số người có đầu óc, bảo bọn họ tới gây chuyện, có xảy ra chuyện thì cũng là chuyện của bọn họ, liên quan gì tới chúng ta. Mọi người thấy cũng có lý, đồng loạt gật đầu, đương nhiên cũng có chút lo lắng. Châu Tần cười nói, và lại, Diệp Quân vừa mới tiếp quản thư viện quan huyên, hắn hiểu cái gì? Chỉ cần chúng ta liên thủ lại, chơi đùa với hắn còn không giống chơi với chó sao? Ha ha! Cả sảnh đường cười lớn. Châu Tần cũng cười, gã nâng ly rượu lên uống cạn, rất nhanh đã có thị nữ bưng một ly nữa lên. Châu Tần nhận lấy ly rượu, gã nhìn mọi người trong sân, cười nói, chư vị, không bao lâu sau, vũ trụ quan huyên sẽ thuộc về thương hội quan huyên của chúng ta rồi. Chúng ta để ai vào nội các thì người đó vào nội các, chúng ta không cho ai vào thì người đó nhất định không được vào. Bọn họ ăn uống tận hứng trong đại điện, ai nấy đều vô cùng phấn khích như thể ngày mai sắp được bước chân vào nội các, khống chế vũ trụ quan huyên vậy. Diệp Quân đứng trong đó quan sát mọi thứ, không khỏi bất ngờ. Hắn biết vẫn có người phản đối vũ trụ quan huyên, từ thần y đến những người này, mà hắn đều đã dự liệu từ trước. Thành lập trật tự tương đương với cải cách. Mà làm vậy cũng sẽ đụng đến lợi ích của một nhóm người, khiến bọn họ tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Sở dĩ bất ngờ là vì hóa ra những người này còn muốn thâu nội các vào tay. Mà cũng bình thường thôi. Từ xa xưa, thương nhân khi đạt đến một độ cao nhất định đều sẽ muốn nhúng tay vào chính trị. Một người đàn ông đi đến bên Châu Tân, ghé tai thì thầm. Diệp Quân nghe mà nhíu mày. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, viện trưởng. Chúng tôi đã bao vây nơi này lại. Diệp Quân, có người mật báo rồi. Chuyện này, người đưa tin hết sức bất ngờ, không nghĩ tới đối phương đã thâm nhập sâu đến nỗi biết được chuyện cơ mật. Châu Tần nghe báo cáo xong thì biến sắc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, tầm mắt quét xuyên đám đông, sau đó tập trung vào vị trí người vẫn đang nhìn gã Diệp Quân. Bốn mắt nhìn nhau. Người đâu? Gã cao giọng quát lên như sấm khiến ai nấy đều giật mình. Một toán người áo đen xuất hiện. Tất cả đều ở cảnh giới thánh giả. Quan khách bày ra vẻ khó hiểu. Châu Tần nhìn về phía Diệp Quân, ngươi là ai? Mọi tầm mắt đổ dồn vào hắn. Diệp Quân thản nhiên cười, đương nhiên là thương nhân. Châu Tần, nghề gì? Diệp Quân, mở thương hội, tên Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các? Ai nấy nhìn nhau rồi lắc đầu, bày tỏ chưa từng nghe tên. Châu Tần nhìn Diệp Quân một hồi rồi ra lệnh, bắt hắn. Trực giác gã nói rằng người này có vấn đề. Mấy cường giả thánh giả kia lập tức nhào tới trong nháy mắt, nhưng một khắc sau đã bay ngược ra ngoài, thần hồn biến mất từng chút một như tờ giấy bị đốt cháy. Ai nấy thất kinh, rối rít lùi lại. Châu Tần phẫn nộ quát lên, ta biết ngay người có vấn đề. Diệp Quân cười, thế hội trưởng không trốn à? Trốn. Châu Tần cười gắn, ngây thơ. Diệp Quân, ồ. Châu Tần, ta đã nhận được tin nội các có động tĩnh. Nhưng thế thì sao? Vũ trụ quan huyên theo lối pháp trị, chúng ta chỉ tụ tập ở đây thôi thì phạm lỗi gì? Diệp Quân, nhưng lời ta nghe lại không phải vậy. Châu Tần chỉ cười không đáp. Diệp Quân, xem ra hội trưởng không định để ta còn mạng mà đi rồi. Châu Tần mỉm cười sâu xa, xem như cũng có đầu óc. Một người áo đen xuất hiện sau gã, tỏa ra khí tức hùng hậu. Là đại đế, ai nấy đều hoảng sợ. Cường giả cấp bậc này tuy không tính là đỉnh chóp ở vũ trụ quan huyên nhưng thế lực bình thường tuyệt đối không. Chống lại được. Cũng chỉ có chưa đến 10.000 người đạt đến cảnh giới này. Ha ha ha. Châu Tần phá ra cười, ở vũ trụ quan huyên này số người có căn cơ vững hơn ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó chỉ có nhà họ Mục là phải khiến ta kiêng kỵ. Họ Mục ư. Địa vị vượt trội của họ ở vũ trụ quan huyên là nhờ vào Mục Khoản, nhưng bọn họ sống rất khiêm tốn.
Mục Khoản còn bắt con cháu trong nhà không được vào thư viện để cơ cấu quyền lợi, mà thiên tài gia tộc đều phải ra ngoài rèn luyện, khiến ai nghe vào cũng giận sôi máu. Sở dĩ như vậy là vì Mục Khoản đã từng được Toại Cổ Kim chỉ giáo. Nguyên văn là, sống càng kín tiếng, sống càng lâu. Vì vậy tuy gia tộc sống ẩn dật nhưng không ai dám xem thường, nhất là khi Mục Khoản bây giờ đang đứng đầu nội các. Diệp Quân không nói gì mà chỉ chờ đợi. Sát ý nảy lên trong mắt Châu Tần, giết. Người áo đen phía sau gã bước tới, thả ra khí tức đại đế như hồng thủy. Y có khả năng khống chế sức mạnh siêu phà, chỉ nhằm vào Diệp Quân còn người khác không cảm nhận được. Nhưng Diệp Quân lại không tránh đi mà chỉ biến mất khi khí tức kia ập tới. Làm đối thủ bất ngờ ngẩn ra. Châu Tân nhíu mày, nói với y, đừng nương tay. Người áo đen thoáng rơi vào im lặng rồi bất ngờ quay lưng bỏ chạy. Chạy ư? Hành động này khiến ai nấy đều được ra. Châu Tân há hốc mồm như bị chạm mạch. Mà người áo đen đã chạy khỏi thành Quan Huyên. Phát điên mất thôi. Châu Tân ngu nhưng y thì không. Mới ban nấy thôi y đã cảm nhận được đối thủ đáng sợ nhường nào. Sức mạnh của y tiếp cận đối phương như bùn rơi vào biển, sâu không thấy đáy. Chắc chắn là mạnh hơn y rất nhiều. Mà người mạnh hơn y ở vũ trụ Quan Huyên này, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết không phải hạng đơn giản. Không lo chạy thì đến chết cũng không biết vì sao mình chết. Trong điện, Châu Tần còn chưa kịp hoàn hồn, một hồi sau mới nhận ra cường giả gã bỏ số tiền lớn ra mời ấy thế mà chạy biến. Làm sắc mặt gã khó coi vô cùng. Mẹ nó, đếch có đạo đức nghề nghiệp nào cải đã có người nhận ra chuyện này không ổn. Cường giả đại đế vừa ra tay xong thì chạy. Thì hoặc là thanh niên kia mạnh hơn y, hoặc là thân phận hắn không tâm thường. Vài người cũng đã tháo chạy. Nhưng đã muộn. Hai quan huyên vệ xuất hiện ngoài cửa. Có người tái mặt, nhìn Châu Tần với ý cầu cứu. Gã vẫn bình tĩnh liếc nhìn Diệp Quân, còn gọi cả quan huyên vệ đến. Thú vị đấy. Rồi bóp vỡ một lệnh bài. Diệp Quân không ngăn cản mà tiếp tục chờ. Có một số việc nên trừ tận gốc. Châu Tần nói với các thương nhân có mặt, các vị nếu muốn sống thì phải tiêu diệt kẻ này trước. Ngón tay gã chỉ vào Diệp Quân. Hấp dẫn mọi tầm mắt. Gã lại nói, hắn là người của thư viện Quan Huyên đến làm chứng, nếu không giải quyết thì mọi người khó mà thoát tội chết. Giết hắn, thư viện sẽ không có gì để đối chứng cả. Các vị hãy dùng hết mọi sức mạnh ra để khử hắn. Sắc mặt những người khác đi từ hoảng hốt sang dữ tợn. Châu Tân, đừng chậm trễ. Thế lực của ta đã bắt đầu hoạt động trong nội các để kéo dài thời gian cho chúng ta. Tạm thời chỉ có nội các biết chuyện, chúng ta. Hãy tranh thủ tiêu diệt hắn. Không ai do dự nữa mà bắt đầu sử dụng phù truyền âm để vận dụng quan hệ của mình. Thương nhân ở đây không ai là hạng xoàng, mỗi người đều có một mạng lưới giao thiệp. Bây giờ ai cũng dùng nó nên sức mạnh nó mang tới chắc chắn không hề thấp. Vô số cường giả trong thành bắt đầu chạy đến Tiên Vân Các. Trong đại điện, Châu Tần lại nói. Ta có chút tò mò về thân phận của ngươi. Diệp Quân vẫn im lặng chờ thời. Một giọng nói vang lên trong đầu, viện trưởng, chúng tôi đã điều tra được lai lịch gã. Hắn lắc đầu, muộn rồi. Ẩn vệ lập tức giải tán đợi lệnh. Bên ngoài. Có một người đồ đen tái mặt nhưng không dám nói gì, chỉ chậm rãi quỳ xuống. Hơn trăm người phía sau đồng loạt làm theo. Đây là ẩn vệ. Không phải do Toại Cổ Kim mà là do Mục Khoản lập ra. Có một số khía cạnh trong thư viện mà Toại Cổ Kim không cần phải nhúng tay vào, khi cô ta còn ở thì ngành tình báo cựu thổ chuyện gì cũng biết, mà nay đi rồi thì thư viện chỉ còn cách lập nên cái mới. Nhưng với Diệp Quân thì bên tình báo bây giờ hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Chuyện đã xảy ra một giờ rồi mà mới điều tra xong Châu Tần. Không chỉ là vấn đề năng lực mà còn là nhân sự. Bỗng Châu Tần cười lớn, người của chúng ta đã đến, người chết chắc rồi. Trong đại điện, đôi mắt của các thương nhân đều đã đỏ ngầu, đối với họ hiện tại đã không còn đường lui, giết chết thiếu niên trước mặt là con đường duy nhất để sống sót. Phẫn nộ có thể khiến con người mất trí. Mà trong lúc mọi người lao về phía Diệp Quân, thì Châu Tần ở trên đài cao liền lặng lẽ rút lui, bởi vì gã phát hiện chuyện này căn bản không đơn giản như vậy, thiếu niên ở trước mặt bình tĩnh ung dung như vậy, nhất định có vấn đề, để cho an. Toàn, gã quyết định chuồn trước. Hơn nữa, trực giác mách bảo gã rằng, nếu không rời đi thì sẽ xảy ra chuyện lớn, loại cảm giác bất an này trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên,
quan trọng nhất là ở bên trên có người yêu cầu gã nhanh chóng rời đi, tuy rằng không nói rõ nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định rằng, chuyện lần này tuyệt đối không hề đơn giản. Chuồn là thượng sách, giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Tuy nhiên, vào lúc này, khuôn mặt của Diệp Quân đã khôi phục bình thường. Sắc mặt của những cường giả xông về phía Diệp Quân liên tục thay đổi một cách nhanh chóng, bọn họ dừng tại chỗ, cả đám đứng chết chân như tượng đất ở trong miếu hoang vậy. Lúc này, toàn bộ đại điện yên tĩnh như chết, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Viện trưởng, các thương nhân hai mắt mở to, tất cả đều hóa đá ở tại chỗ. Giờ phút này, không khí như đông cứng lại. Mà Châu Tân vốn dĩ đang muốn chạy trốn cũng cứng đờ tại chỗ, sắc mặt gã tái nhợt nhìn Diệp Quân, run cầm cập nói, này, sao có thể như vậy? Nói xong, nỗi sợ hãi bỗng chốc dâng lên ở trong lòng trong nháy mắt đánh úp khắp toàn thân gã. Dưới sự hoảng sợ tột cùng đó, gã đột nhiên nảy ra ý tưởng, tức giận chỉ vào Diệp Quân, cuồng loạn gào lên, giết hắn, hắn là kẻ giả mạo, hắn dám giả mạo viện trưởng, tội này nên tru di cửu tộc. Giả mạo viện trưởng, những cường giả đã dừng lại ngơ ngác nhìn nhau. Mà lúc này, gần trăm người đột nhiên xông vào từ đằng xa cửa, đứng đầu chính là Mục Khoản, phía sau cô ta đều là thành viên nội các tạm thời. Nhìn thấy những người này, máu trên khuôn mặt của mọi người ở trong đại điện giống như bị hút cạn vậy, ai nấy đều tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, tia may mắn cuối cùng trong lòng bọn họ đều đã biến mất, một số người ý chí yếu đã ngã quỳ xuống đất bất tỉnh. Mục Khoản dẫn mọi người đến trước mặt Diệp Quân, đều tăm tắp quỳ xuống. Diệp Quân lại im lặng. Sự im lặng của hắn khiến trái tim của mọi người như bị một ngọn núi lớn đè xuống, khiến bọn họ không thể hô hấp. Sau một hồi lâu, Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía thủ lĩnh Mục Khoản, nói, đứng lên đi. Mục Khoản chậm rãi đứng dậy, sắc mặt cô ta lạnh lùng, lửa giận trong cơ thể đã giống như núi lửa sắp phun trào, nhưng bởi vì Diệp Quân vẫn còn ở đây nên cô ta mới cố kiềm nén lửa giận. Sau khi biết chuyện xảy ra ở đây, cô ta tức đến phát điên. Mưu phản. Cô ta biết rằng ở trong vũ trụ quan huyên có rất nhiều thế lực bởi vì lợi ích của bản thân mà lén lút núp trong tối chống lại thư viện. Nhưng cô ta không ngờ rằng những tên nhóc này thực sự đã phát triển thành mưu phản. Điều này thực sự khiến cô ta tức bật cười. Một lũ ngu dốt vô tri. Mục Khoản bỗng nhiên nói, đây là vấn đề của ta. Lúc này, cố gắng thanh minh cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, với tư cách là các lão chủ tịch lâm thời của nội các, cô ta khó thoát khỏi trách nhiệm. Diệp Quân nói, tạm thời không nói đến vấn đề này. Nói xong hắn nhìn Châu Tần từ xa. Lúc này hai chân Châu Tần đã run lên. Trong đại điện càng ngày càng nhiều thương nhân sụi lơ ngã xuống đất, hưng phấn cùng dũng khí trước đó giờ phút này đã biến mất không không còn dấu vết, thay vào đó là hoảng sợ vô tận. Diệp Quân bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra, trong tay hắn xuất hiện một quả cầu pha lê, hắn gõ nhẹ vào quả cầu pha lê đó, tiếp đó phóng ra một màn ánh sáng, chiếu ra tất cả những chuyện xảy ra trong đại điện trước đó. Khi nghe thấy Châu Tân nói ra những lời vô lễ với Diệp Quân, vẻ mặt của Mục Khoản và những các lão ở phía sau cô ta đột nhiên trở nên vô cùng khó nhìn, mà khi nghe thấy Châu Tân còn huyên thuyên mơ mộng hão huyền muốn kiểm soát nội các và vũ trụ quan huyên, mọi người đều quay đầu nhìn chằm chằm vào Châu Tân, sát ý ở trong mắt giống như thực chất vậy. Diệp Quân đột nhiên nói, Nguyên Chấn. Vừa dứt lời, một ông lão, từ đằng sau run rẩy bước ra, ông ta chậm rãi quỳ xuống, viện trưởng. Diệp Quân nhìn Nguyên Chấn, Nguyên gia lợi lại quá nhỉ. Nguyên Chấn vội vàng khấu đầu, run rẩy nói, viện trưởng, là do ta quản lý không nghiêm. Diệp Quân không cho ông ta cơ hội mở miệng, mà quay đầu nhìn Mục Khoản, những người trong Nguyên gia tham gia vào việc này đã điều tra rõ ràng chưa? Mục Khoản gật đầu, đều đã điều tra rõ ràng. Nói xong, cô ta muốn nói cái gì đó nhưng lại do dự. Diệp Quân nói. Mục Khoản trầm giọng nói. Lúc đó mấy đại tiên tông và đế tộc đều tham gia vào, có một số không dính líu quá nhiều, chỉ có người phía dưới tham gia, có một số đảm nhận trách nhiệm vô cùng quan trọng, chẳng hạn như thần tông, lần này kẻ mật báo cho gã chính là Nguyên Lăng của Nguyên tộc và Lê Ách của thần tông, hai người này đều là thành viên tạm thời của nội các. Nói xong, cô ta vung tay, lúc này hai người bị áp giải lên phía trước. Diệp Quân cười nói, khó trách hắn dám kiêu ngạo như vậy. Mục Khoản thấp giọng nói, người liên quan còn có. Diệp Quân trực tiếp ngắt lời, phàm là những người có liên quan đều sẽ bị lột ra, cơ thể và linh hồn treo trước cổng thành, dùng dương hỏa thiêu đốt,
trong vòng trăm năm không được chết. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người có mặt tại hội trường đều ngạc nhiên. Mục Khoản cũng bị chấn động. Không, không. Châu Tân đó bỗng nhiên hét lớn, cho dù là mưu phản, dựa theo quân huyên pháp, xử phạt cũng chỉ là chém đầu mà thôi, ngươi. Diệp Quân bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra, trong tay bây giờ xuất hiện cuốn sách quan huyên pháp, hắn lấy ra một cây bút, sau đó bắt đầu viết nhanh lên đó, một lúc sau hắn nhìn về phía Châu Tần, quan huyên pháp đã thay đổi rồi, ngươi còn vấn đề gì nữa không? Đến đây, hiện tại ta có thể lập tức viết. Mọi người! Bạo quân! Châu Tần gầm lên, ngươi là bạo quân, ngươi là bạo quân! Mọi người nhìn về phía Diệp Quân nói, phàm là người có liên quan. Vừa nói hắn vừa liếc nhìn những thương nhân đang quỳ gối trên đại điện. Hắn vừa nhìn thoáng qua, rất nhiều thương nhân vẫn còn đang ôm ấp chút hy vọng mong manh đột nhiên bị dọa đến mức ngất đi. Một số người mặc đồ đen lại xuất hiện bọn họ xông vào những thương nhân đó. Diệp Quân lại nói tiếp, toàn bộ ghi chép lại, gia nghiệp và sản nghiệp của bọn họ đều xung vào công quỹ. Chẳng mấy chốc, tất cả thương nhân đều bị kéo xuống như chó chết. Diệp Quân nhìn Nguyên Chấn và Thần Ung Tông chủ Thần Tông vừa mới vội vàng đi đến ở trước mặt. Hai người quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng. Diệp Quân nhìn chằm chằm hai người, Châu Tần kia còn không phải là thánh giả, ta không tin gã có năng lực to lớn đến như vậy, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để thú nhận. Hai người vẫn không nói gì. Diệp Quân bỗng nhiên mở rộng lòng bàn tay, một luồng sức mạnh thần bí trực tiếp bao trùm lấy hai người, trong nháy mắt. Ký ức của bọn họ đều bị hắn cưỡng chế đọc được. Một lát sau, Diệp Quân thu tay lại, sắc mặt của Nguyên Chấn đó tái nhợt nói, viện trưởng, ta. Diệp Quân lắc đầu, muộn rồi. Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào một điểm, trước mặt xuất hiện một mảnh vải, hắn lấy bút thủ công bắt đầu viết, một lúc sau, trên đó xuất hiện hàng trăm cái tên. Diệp Quân nói, phàm là những người có tên trong danh sách này, lập tức lăng trì. Một người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt hắn, người mặc đồ đen cung kính hành lễ sau đó trực tiếp nhận lấy danh sách đó. Nguyên Chấn đột nhiên nói, viện trưởng, nguyên tộc của ta đã đi theo người ngay từ đầu, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ viện trưởng muốn qua cầu rút ván hay sao? Ông ta biết lúc này không tranh thủ một lần chỉ sợ thực sự sẽ phải chết, cho nên ông ta không còn sợ hãi nữa. Hỗn xược! Mục Khoản đột nhiên nói, Nguyên Chấn! Cái gì gọi là không có công lao cũng có khổ lao. Lúc trước ở thập hoang, lúc chưa gặp được viện trưởng, Nguyên Chấn ngươi có cái gì? Ngay cả cái danh đại đế cũng không có, mà bây giờ thì sao? Nguyên Chấn ngươi có 6 đại đế, không có viện trưởng, chẳng lẽ còn Nguyên gia có thể tự mình bồi dưỡng ra đại đế hay sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, không cần giải thích với ông ta nhiều như vậy. Người mặc đồ đen lập tức kéo hai người xuống. Nguyên Chấn đột nhiên cười dữ tợn, Mục Khoản. Mục gia ngươi sớm muộn cũng sẽ có ngày này, ngươi chờ mà xem. Ngươi chờ mà xem. Thần Ung bỗng nhiên nói, viện trưởng, ta biết ta có tội đáng chết, nhưng có một điều, ta không nói sẽ không yên. Diệp Quân nhìn Thần Ung, nói. Thần Ung nhìn chằm chằm Diệp Quân, kể từ khi thư viện thành lập đến nay, vì sao chỉ trọng dụng Mục Khoản. Diệp Quân nói, thần tông chẳng nhẽ không có ai vào nội các sao. Thần Ung trầm giọng nói có. Nhưng mà không có gia tộc nào có quyền lực bằng Mục gia. Diệp Quân bỗng nhiên nói, ta có nợ ngươi cái gì sao? Thần Ung choáng váng. Vừa nói, hắn vừa nhìn mọi người trong phòng rồi nói, trước đây từng có người nói với ta rằng khi được ơn thì phải đi đôi với thù, bản chất con người là đều là có lòng tham không đáy, người biết tri ân báo đáp ít càng thêm ít, ta luôn nhớ cái câu nói này ở trong tim, nhưng thực sự không nghĩ rằng nhanh như vậy sẽ xảy ra ở trên người ta, vẫn là câu nói đó. Diệp Quân ta không nợ các vị, ta thiết lập trật tự này đều là vì lý tưởng của ta mà không phải muốn dùng trật tự này để trói buộc bản thân, nếu như có người muốn dùng trật tự này đến để trói buộc ta. Vậy ta chỉ đành nói với hắn ta rằng, hắn ta hoàn toàn sai lầm rồi. Nói đến đây, hắn quay người đi về phía cửa, hôm nay ta muốn mọi người hiểu rõ, trong vũ trụ quan huyên, người làm điều tốt sẽ được hưởng phúc, còn kẻ làm điều ác sẽ gặp tai họa. Hắn vừa dứt lời. Quan huyền pháp ở trong tay hắn tỏa ra một nửa màu đỏ như máu, không chỉ như vậy, kiếm ý trật tự ở trên người hắn đột nhiên cũng có một nửa biến thành màu đỏ như máu. Đại thiện và đại ác hợp thể. Giờ phút này, trật tự của hắn đã tiến thêm một bước, cho dù không sử dụng sức mạnh tín ngưỡng, sức mạnh của hắn cũng tương đương với cảnh giới văn minh chủ.
mà ở đằng sau, sắc mặt Thần Ung và những người khác tái nhợt, ai nấy đều tuyệt vọng đến mức gục ngã, lúc này thực sự đã hối hận. Tham lam hại người mài sau một khắc, tại cổng thành Quan Huyên, hơn vạn người bị tra tấn, hàng nghìn người bị cưỡng bức lột ra, sau đó lấy ánh lửa mặt trời chậm chậm thiêu đốt. Linh hồn, những tiếng hét thảm thiết đó, thực sự là chấn động thiên hạ. Dưới bức tường thành có treo một tấm màn hình, bên trong màn hình đang trình chiếu mưu đồ bí mật của đám người Châu Tần. Nhìn thấy mưu đồ bí mật của đám người Châu Tần ở trong màn hình, vô số bách tính tụ tập xung quanh đều tràn đầy phẫn nộ, sau đó tức giận gầm lên, tốt. Lắm, làm tốt lắm, thiêu chết đống súc sinh này. Trong đám người, Diệp Quân lặng lẽ nhìn hết thảy xung quanh, hồi lâu hắn nói, dùng thủ đoạn ác đối với người ác, có thể được người tốt ủng hộ. Nói xong, hắn quay người rời đi, Tiểu Tháp nói, cuối cùng cũng có thể phát triển tốt đẹp. Diệp Quân cười nói, Tháp gia, đang suy nghĩ cái gì vậy? Làm sao có thể phát triển tốt được? Tiểu Tháp nghi ngờ hỏi, tại sao? Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu nhất của tinh hà, nhẹ nhàng nói, Tháp gia, tất cả mưu kế của chủ nhân Bút Đại Đạo cũng là kinh phá bích, tất cả mưu kế của Toại Cổ Kim Cô Nương cũng là kinh phá bích, hai người bọn họ đều dùng mưu trí để đoạt lấy kinh phá bích này, điều này nói lên cái gì? Tiểu Tháp hỏi, điều này nói lên cái gì? Diệp Quân nhẹ nhàng nói, điều này nói lên bọn họ không phải là bất khả chiến bại trong vũ trụ chủ. Nói cách khác, nhất định còn có những đại đạo hàng đầu khác nắm giữ kinh phá bích, nếu ngươi là bọn họ, ngươi sẽ làm gì? Tiểu Tháp nói, nếu ta là bọn họ, ta sẽ nương nhờ ngươi. Diệp Quân cười nói, Tháp gia, từ cổ chí kim, triều đại nào cũng đều có một số quan to lạm quyền, kết cục của những quan to lạm quyền đó đều vô cùng thê thảm. Vậy tại sao ngay từ đầu bọn họ lại không thành tâm cống hiến sức lực cho hoàng đế mà lại trở thành quan to lạm quyền? Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân cười nói, bởi vì hoàng đế không đủ mạnh để khiến bọn họ thực sự thuần phục, đúng như Toại Cổ Kim đã nói, nếu như là cô của ta muốn thiết lập trật tự, ai dám nói nửa lời. Nhưng ta lại khác, thực lực và mưu trí của ta vĩnh viễn không bằng bọn họ, ngươi để bọn họ đến thần phục ta, bọn họ làm sao can tâm? Hơn nữa, những người như họ cực kỳ kiêu ngạo, muốn họ thần phục, chỉ có sức mạnh và mưu trí của ngươi vượt qua bọn họ, khiến cho bọn họ không hề có một chút ý nghĩ phản kháng nào. Nhưng Tháp gia, ngươi nghĩ xem với chủ nhân Bút Đại Đạo, cha của ta xuất sắc như vậy, hắn ta thần phục trước cha của ta chưa? Tiểu Tháp nhẹ nhàng thở dài. Diệp Quân nói tiếp, cha ta xuất sắc như vậy, nhưng vẫn không thể khiến hắn ta, chủ nhân Bút Đại Đạo thần phục, ngươi nói xem, ta sao dám nghĩ muốn hắn thần phục ta? Nếu ta dùng cô đi uy hiếp hắn ta, trước hết cô ta nhất định sẽ không làm loại chuyện này, bởi vì cô là người kiêu ngạo hơn cả bọn họ, nếu như ta yêu cầu cô làm như vậy vậy chính là ta không hiểu chuyện rồi sẽ khiến. Cô thất vọng, cũng sẽ khiến cho hắn ta chủ nhân của Bút Đại Đạo coi thường. Tiểu Tháp nói, còn Toại Cổ Kim thì sao? Giữa ngươi và cô ta không có chút tình cảm nào sao? Diệp Quân khế mỉm cười nói, Tháp gia. Ngài cảm thấy Toại Cổ Kim cô nương như thế nào? Tiểu Tháp nói, rất lợi hại. Diệp Quân mỉm cười nói, Tháp gia, nếu như đàn ông không có năng lực, vậy thì thật đúng là không đáng một đồng. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, lời nói của ngươi khiến cho ta nghĩ tới một người quen cũ. Diệp Quân hỏi, ai? Tiểu Tháp nói, Tử Nhi chủ mẫu, có lẽ có rất nhiều người đều đã quên cô ta. Diệp Quân biết. Người mà Tháp gia nói đến có lẽ là một nhân vật thuộc thế hệ của Gia Gia. Tiểu Tháp lại nói, cho nên, ngay từ đầu, Toại cô nương và ngươi đều chỉ là giả thôi sao? Diệp Quân cười nói, Tháp gia, ngươi nghĩ mà xem, một nhân vật như cô ta sao lại có thể dễ dàng yêu một người nam nhân đến vậy? Ta cũng chỉ có ở được coi là ưu tú ở trong lòng của Tháp gia ngươi thôi, trong mắt của chủ nhân Bút Đại Đạo và cô ta thật ra cũng chỉ là một tên phú tam đại mà thôi. Trước khi ta và Toại cô nương chỉ là mối quan hệ hợp tác, mà hiện tại, mối quan hệ hợp tác đã kết thúc, kế tiếp, cô ta sẽ đối xử với ta như thế nào, thật ra ta cũng không biết. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, tiểu tử kia, người thật sự sống không dễ dàng gì. Diệp Quân cười cười, trở lại đề tài vừa rồi của chúng ta, cái kinh phá bích này rõ ràng là một cái món đồ cực kỳ quan trọng, hai người bọn họ lợi hại như vậy mà đều cần phải dùng trí mưu và lên kế hoạch để đạt được. Rõ ràng ở vũ trụ chủ còn có nhân vật rất khủng bố khiến cho bọn họ sợ hãi. Theo ta đoán, còn có một số kinh phá bích đang ở trong tay những nhân vật cấp cao kia, hoặc là đang ở một số nơi mà khiến cho bọn họ sợ hãi.
Nói xong, trong mắt hắn hiện ra sự lo lắng. Tiểu tháp nói, ý của ngươi là, bọn họ rất có thể sẽ dùng kế ly gián với ngươi, lợi dụng ngươi để đối phó. Không đúng, lợi dụng người phía sau ngươi để đối phó với những thế lực khủng bố chưa rõ kia. Diệp Quân gật đầu, tiểu tháp nói, lúc trước chủ nhân bút đại đạo không phải đã đến tìm ngươi. Hợp tác sao, tại sao không bắt tay với ông ta? Diệp Quân lắc đầu, hợp tác với ông ta, là đang lột da hổ, hơn nữa, ông ta cũng không phải thật sự muốn hợp tác với ta, mà là muốn lợi dụng ta để đối phó với Toại Cổ Kim, nếu như ta thật sự bắt tay với ông ta để tiêu diệt Toại Cổ Kim, vậy kết cục sẽ như thế nào? Tiểu tháp trầm giọng nói, nếu Toại Cổ Kim không còn, ông ta sẽ dồn ngươi vào chỗ chết giống như trước kia. Diệp Quân gật đầu, giữa hai sự lựa chọn, địch đe dọa để ta phục tùng, ta giả điếc thuận thế nương theo. Đơn giản mà nói, nếu như tiểu quốc bị kẹp ở giữa hai đại quốc, điều mà tiểu quốc phải làm, tuyệt đối không phải là lập tức đi đầu hàng hay gia nhập vào bên nào, bởi vì nếu như đầu hàng gia nhập vào bên nào thì cũng sẽ xuất hiện hai tình huống. Thứ nhất, tiểu quốc đó và đại quốc mà nó đầu hàng gia nhập sẽ diệt đại quốc còn lại kia, thế nhưng, tiểu quốc chắc chắn là sẽ đối tượng bị lợi dụng. Hơn nữa, một khi diệt được một quốc gia khác kia, tiểu quốc cũng sẽ không còn giá trị lợi dụng. Thứ hai, tiểu quốc sẽ bị một đại quốc khác dồn vào con đường chết. Mà đại quốc mà nó đầu hàng gia nhập vào chắc chắn sẽ không liều mạng vì tiểu quốc đó, đại quốc mà nó đầu hàng gia nhập vào sẽ cung cấp tài nguyên, ta cung cấp tài nguyên cho ngươi nhưng ngươi sẽ bị mình đi chinh chiến. Tiểu tháp, Diệp Quân nhẹ giọng nói, điều bây giờ ta muốn làm không phải là đi hợp tác với ai, mà không hợp tác với ai cả, mà bọn họ chắc chắn đều muốn có được sự ủng hộ của ta, bởi vậy, cho dù bọn bỏ có nhằm vào ta, nhưng cũng chỉ mang tính tượng trưng, nhắm vào chỉ là mang tính uy hiếp. Mục đích cuối cùng, vẫn là vì để lôi kéo được ta, cũng chính là, bọn họ chắc chắn sẽ cho ta một cái tát, sau đó lại cho ta ăn một viên kẹo để cho ta ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không thật sự dồn ta vào con đường chết. Nhưng nếu ta đầu hàng gia nhập vào một bên thì bên còn lại chắc chắn sẽ dồn ta vào chỗ chết. Tiểu tháp nói, thì ra là thế. Kế tiếp ngươi có dự định gì không? Diệp Quân nói, đi đến vũ trụ chủ. Tiểu tháp cả kinh nói, ngươi muốn chủ động đi đến vũ trụ chủ. Diệp Quân gật đầu. Tiểu tháp nói, phát triển ở chỗ này không được sao? Diệp Quân mỉm cười nói, thứ nhất, ta đương nhiên muốn phát triển xong rồi mới đi đến vũ trụ chủ. Thứ hai, bọn họ sẽ không cho ta quá nhiều thời gian. Ta ở lại chỗ này, hoàn toàn không biết gì về vũ trụ chủ, sẽ rất bị động, ngươi có tin? Không, không bao lâu nữa, sẽ đặt cho ta là kẻ địch ngoại xâm. Tiểu tháp. Diệp Quân nói, ta đi đến vũ trụ chủ chính là để tìm cách biến từ bị động thành chủ động, cũng là muốn nói cho bọn hắn, ta bằng lòng tiếp tục chơi với bọn hắn để họ không xử ta trước. Hơn nữa, ở cái vũ trụ này, ta đã không còn kẻ thù nữa. Nói xong, hắn nở nụ cười, ta cũng giống như những người làm công ăn lương, tiền lương tới tay, có mặt mũi được 3 ngày sau, lại phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Sau khi trải qua màn dẹp loạn máu me, vấn đề trong nội bộ của vũ trụ quan huyên đều bị quét sạch, hiện tại toàn bộ vũ trụ quan huyên như thật sự được bện thành một sợi dây thừng chặt chẽ, sở hữu sự đoàn kết mà từ trước đến nay chưa từng có. Một ngày sau, Diệp Quân đột nhiên đưa ra một quyết định, đó chính là thu lại toàn bộ vũ trụ quan huyên vào trong tiểu tháp, mà bây giờ, tất cả mọi chuyện bên trong vũ trụ quan huyên, hắn đều tự mình xử lý. Vũ trụ chủ, trong một tòa đại điện, trong đại điện trống rỗng chỉ có một mình Toại Cổ Kim. Cô ta ngồi ở giữa đại điện, một cái bàn dài thật lớn được đặt ở trước mặt cô. Ta, trên chiếc bàn dài là một tấm bản đồ rộng gần trăm trượng. Ánh mắt của cô ta dừng lại ở một chỗ trên biển, nơi đó biển chỉ to bằng ngón tay cái. Hải vực sinh mệnh. Lúc này, bóng dáng lặng yên xuất hiện ở trước mặt cô ta, bóng dáng cung kính hành lễ, Toại chủ. Toại Cổ Kim thu hồi ánh mắt từ trên tấm bản đồ lại, sao rồi? Bóng dáng nói, chủ nhân bút đại đạo đã không còn chút tung tích, về phần tên Diệp Quân kia. Hắn ta còn ở hải vực sinh mệnh. Toại Cổ Kim không nói gì, cô ta chậm rãi đứng dậy, sau đó đi tới cửa đại điện, cô ta ngẩng đầu nhìn ra, cuối tầm mắt, là ngân hà mênh mông vô bờ bến. Một lát sau, khóe miệng cô ta hiện lên một tia châm chọc, vũ trụ mênh mông không biên giới, đại đạo trường sinh. Ai đã từng biết được, tất cả đều hư ảo. Nói xong, cô ta lòng bàn tay mở ra. Cuốn sách kinh phá bích không còn. Nguyên vẹn xuất hiện ở trong tay cô ta, nhìn cuốn sách. Kinh phá bích trong tay, cô ta lại nói,
vốn dĩ ta chỉ có 3 phần tin tưởng đối với cuốn sách này, nhưng bây giờ. Giờ khắc này, trong mắt cô ta có một loại hào quang trước nay chưa từng có. Người phá hư. Nghe đồn, vũ trụ vô tận này đều là hư ảo, không chân thật. Thật ra, đây cũng không phải chỉ là nghe đồn, mà là theo câu nói của một vị kỳ nhân, cũng chính là vị kỳ nhân đã sáng tạo ra kinh phá bích kia, câu mở đầu. Của kinh phá bích chính là, tất cả đều là ảo, ta và ngươi cũng chỉ là ảo. Vốn dĩ cô ta vẫn giữ thái độ hoài nghi với điều này, dù sao, trong vũ trụ tinh hà vô tận này, hàng tỷ tỷ sinh linh này. Sao lại là hư ảo được cơ chứ? Mà cô ta truy tìm kinh phá bích cũng là muốn chứng thực điều này, nhưng bây giờ, cô ta tin tưởng những gì vị kỳ nhân kia nói là sự thật. Đối với những người trong tranh như bọn họ mà nói, đừng nói muốn sáng tạo ra một loại thời gian, chỉ là thay đổi thời gian ban đầu đã là một việc làm cực kỳ khó khăn rồi. Bao gồm cả sự sống và cái chết. Nhưng đối với người ngoài tranh thì sao? Tất cả những gì họ cần là một nét vẽ. Một nét có thể tăng, một nét có thể giảm. Một nét có thể sống, một nét có thể chết. Người phụ nữ váy trắng kia có thể quay ngược thời gian, có thể thay đổi sự sinh tử, rất đơn giản, bởi vì bà ấy là người phá hư, bà ấy và hàng tỷ tỷ sinh linh này, không ở cùng một chiều không gian. Người phụ nữ kia nhìn hàng tỷ tỷ vũ trụ này, giống như là người vẽ tranh nhìn tranh vẽ. Mà người trong tranh, làm sao có thể đánh nổi người ngoài tranh? Hai mắt toại cổ kim chậm rãi nhắm lại, đương nhiên, cô ta còn có một suy đoán to gan, chỉ là, cái suy đoán kia thật sự có hơi hoang đường, bởi vậy, cô ta không có nghĩ sâu xa thêm nữa. Đó chính là, cái người phụ nữ váy trắng kia có khả năng không phải chỉ phá vòng một tầng, mà là. Cô ta không sâu nghĩ thêm về vấn đề này nữa, tay phải cô ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, trong bụng có một sinh mệnh mới. Mà ở giây phút mà sinh mệnh này xuất hiện, cô ta cũng đã cảm giác được chỗ đáng sợ của sinh mệnh này. Từ khi sinh ra, số phận đã không được rõ ràng. Tại sao không lại không rõ ràng? Bởi vì không ở trong đảo. Cuốn kinh phá bích trong tay cô ta đang run nhẹ nhẹ. Chỉ có mình cô ta biết, sở dĩ cô ta có thể cầm trong tay cuốn kinh phá bích là bởi vì đứa bé trong bụng, đứa bé kia rắn giỏi áp chế nhân quả khủng bố. Mà bản thân cuốn kinh phá bích mang theo. Bởi vì đứa bé đang ở trong bụng cô ta, số mệnh của đứa bé cũng như là số mệnh của cô ta. Một số việc đã từng không thể làm, bây giờ cô ta lại có thể làm. Tất cả nhân quả đều không vận thêm vào thân. Bóng dáng đột nhiên nói, toại chủ, dòng họ đạo thương đang rất phẫn nộ. Bây giờ bọn họ đã điều tra rõ phụ thân của đứa bé trong bụng ngài là Diệp công tử. Bây giờ Diệp công tử không thể nào có khả năng chống lại bọn hắn. Toại cổ kim vô cảm, ồ. Trong giọng nói không hề có chút cảm xúc nào. Bóng dáng không dám nói gì nữa. Vạn kiếp tinh vân, ở trong mảnh tinh vân kia, từng trận tia lửa điện như những con rắn bạc lóe ra. Bỗng dưng, một tia ánh sáng trắng phóng lên cao, trực tiếp xông vào trong mảnh tinh vân kia, sức mạnh cường đại xông vào trong tinh vân, đột nhiên khuấy đảo mảnh tinh vân kia đến mức long trời lở đất, không ít kiếp lôi đã bị phá tan một. Cách khủng khiếp. Mà ngay khi ánh sáng trắng kia vọt tới khu vực trung gian, đột nhiên một trận kiếp lôi màu đỏ như máu đáng sợ oanh tạc xuống. Bùm! Trong nháy mắt, ánh sáng trắng kia rơi xuống thẳng tắp, cũng không biết rơi bao lâu thì ánh sáng trắng kia mới dừng lại. Ánh sáng trắng tản đi, là một gã nam tử áo trắng, y phong thần tuấn giật, tóc dài tung bay theo gió, trong mắt tràn ngập khí chất cuồng dã. Người này, chính là cựu thần. Cựu thần ngẩng đầu nhìn mảnh tinh vân vạn kiếp kia. Cười to nói, tốt tốt, lại nào. Dứt lời, y lại hóa thành một ánh sáng trắng phóng lên trời. Mà không bao lâu sau, y lại lần nữa bị trấn áp trở về chỗ cũ. Ngay khi y muốn ra tay thêm lần nữa, mảnh vạn kiếp tinh vân kia đột nhiên rung động. Ngay sau đó, một khuôn mặt hư ảo đột nhiên xuyên qua mảnh vạn kiếp tinh vân kia, đi tới đỉnh đầu cựu thần. Cựu thần nhíu mày. Khuôn mặt kia nhìn cựu thần, thay ta giết một người, sau khi chuyện thành công. Ta giúp người đột phá ràng buộc của thủy tổ. Cựu thần nhìn khuôn mặt kia, ai? Khuôn mặt kia nói, Diệp quân. Cựu thần nhíu mày, không biết. Khuôn mặt kia nhìn chằm chằm y, cái này không quan trọng, điều quan trọng là, hắn ta ở vũ trụ này của ngươi. Cựu thần cười nói, ta với hắn không thù không oán, tại sao phải đi giết hắn? Khuôn mặt kia nói, nếu ngươi giết được hắn, ta giúp ngươi rời khỏi nơi này,
để ngươi tự mình đột phá gông cùm xiềng xích của thủy tổ. Cựu thần phẩy phẩy tay, ta và hắn không ân không oán, tại sao lại phải đi giết? Sống ở trên đời, chuyện gì cũng có thể làm, nhưng chuyện trái với lương tâm thì không thể làm, về phần đi lên. Nếu như ta mà đi lên, đó là do ta có năng lực, nếu như cả đời này ta không thể lên được, đó cũng là vấn đề của chính ta, không thể trách được người khác. Khuôn mặt kia nhìn xuống cựu thần, đây là cơ hội ngàn năm có một của ngươi. Cựu thần cười to nói, tự tin sống trên đời, không làm việc thẹn với lòng, sau khi chết dám đối mặt với trời xanh. Dứt lời, y không hề để ý tới khuôn mặt kia nữa, tiếp tục phóng thẳng lên chỗ mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Nhưng rất nhanh, y lại bị đánh quay trở về chỗ cũ. Trong tiểu tháp, 300 năm sau, trước cửa điện Quan Huyên, Diệp Quân nằm trên ghế, có một quyển sách cổ úp trên mặt. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, ấm áp. Không biết đã ngủ được bao lâu, Diệp Quân đột nhiên đứng dậy, hắn duỗi lưng một cái, trên người nhất thời tản mát ra một ít sức mạnh tín ngưỡng. Mà những sức mạnh tín ngưỡng đó, đương nhiên là màu trắng. Tín ngưỡng thuần khiết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 151.